hướng dẫn thiền Phật giáo. Tỳ khưu Phước Hưng, Bhikkhu Kanyana Punya, Thiền viện Phước Sơn, Theravada Phật giáo Nguyên Thủy. Lời giới thiệu. Với tác động của toàn cầu hóa hiện nay, lối sống con người ngày càng phong phú, đa dạng với nhiều hình thức và thái độ, tư duy, ứng xử, vân vân, giúp cho đất nước ngày càng phát triển và tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều cá thể chạy theo lối sống hưởng thụ, ích kỷ, đầy tham vọng, để rồi chuốc lấy những nỗi khổ, niềm đau cho riêng mình, cũng như gây phiền hà đến gia đình và xã hội. Họ đã và đang mang trong người những căn bệnh trầm kha về tâm lý cũng như thân thể. Từ những bức bách đó, ngoài việc ứng dụng các phương pháp chữa bệnh theo thế gian, nhiều người đã có cơ duyên tìm đến thiền để hóa giải khổ đau dựa trên nền tảng tu tập giới, định, tuệ của Phật giáo. Nhờ đó, họ có thể dần dần hiểu được bản chất thật sự của thân tâm, cũng như biết cách sống thuận theo quy luật tự nhiên mà từng bước nếm được hương vị giải thoát. Sau nhiều năm tu học và hành thiền tại Việt Nam và Myanmar, đến nay tỳ khưu Phước Hưng đã dày công biên soạn hướng dẫn thiền Phật giáo để các hành giả tích lũy đầy đủ hơn các kiến thức từ pháp học đến pháp hành trên bước đường tìm cầu chân lý. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quyển sách này đến quý độc giả với tâm từ và hy vọng đây sẽ là cẩm nang cho người có ý nguyện trị liệu thân tâm, giúp hành giả vượt qua khổ đau, đạt đến hạnh phúc hiện tại và tương lai. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2022. Thượng tọa Tiến sĩ Thích Giác Hoàng, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Lời nói đầu. Không trí tuệ, không thiền. Không thiền, không trí tuệ. Người có thiền, có tuệ, nhất định gần Niết Bàn. Trong Kinh Pháp Cú số 372, Đức Phật đã dạy rõ những ai có duyên thiền tập là những người trí. Nhờ trí tuệ sáng suốt sẵn có đã vun bồi nhiều đời, nên hôm nay bạn mới tìm đến thiền Phật giáo để hóa giải phiền não, khổ đau một cách rốt ráo. Nếu tinh tấn kiên trì tu tập đúng cách, nhất định bạn sẽ đạt nhiều lợi lạc, nhất là nếm trải hạnh phúc Niết Bàn thật sự ngay tại đây và bây giờ. Muốn vậy, thiền sinh phải nắm vững vàng và đầy đủ kiến thức đúng đắn, chuẩn xác về pháp học lẫn pháp hành, về giáo lý căn bản cũng như phương pháp thiền Phật giáo. Cuốn sách này được soạn ra nhằm mục đích trang bị cho các bạn những tri thức đó, góp phần giúp cho văn tuệ, tư tuệ của bạn được phong phú hơn, để bạn có chánh kiến mà phân biệt chánh tà và ứng dụng tu tập giải thoát. Nhờ tu tập giới, định, tuệ, chúng ta có tuệ giác hiểu rõ bản chất thân tâm này và quét sạch mọi ô nhiễm, bất tịnh, cũng như thoát khỏi ách thống trị của lòng tham muốn, để luôn bình tâm, thanh thản trước mọi chuyện. Tâm bất động giữa dòng đời biến động, tâm bất biến giữa dòng đời phản biến. Thiền viện Phước Sơn, tháng 1 năm 2022. Tỳ khưu Phước Hưng, Bhikkhu Kanyana Punya. Tổng quan Pháp Thiền Phật Giáo. 1. Tại sao phải hành thiền? Vì tâm ta không hiểu những gì cần được hiểu, không thật sự biết chuyện gì đang xảy ra. Ta không biết đâu là đúng, đâu là sai. Tại sao ta lại khổ đau? Ta luôn hoài nghi về mình, về người và mọi thứ trên thế gian này. Chẳng có ai hiểu được mình, mình cũng chẳng hiểu được họ. Ta cảm thấy bất an, lạc lõng và cô đơn trong cuộc đời này.
làm sao tâm ta được bình an. Vì nhiều lý do, nhiều người đến đây hành thiền để tìm kiếm sự bình an. Ngày nay có rất nhiều pháp hành thiền được phổ biến trên toàn thế giới để phục vụ cho nhu cầu chữa bệnh, tăng trưởng trí tuệ, thư giãn thân tâm hay mưu cầu hạnh phúc tâm linh cho nhân loại. Trong đó, thiền Phật giáo đóng vai trò to lớn khi đưa con người đến những thăng hoa trí tuệ và an lạc nội tâm bằng nghệ thuật sống và nghệ thuật chết. Sống sao cho được an lành, chết sao cho được tái sanh cõi nhàn. Vì vậy, thiền Phật giáo được thực hành rộng rãi trong các lĩnh vực giáo dục, kinh doanh, chính trị, vân vân, thậm chí là trong nhà tù vì những lợi ích sau: đảm bảo sức khỏe thân thể và ổn định tâm lý, cũng như điều trị các căn bệnh trong thân tâm, tăng trưởng trí nhớ và trí tuệ, chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc, hoàn thiện nhân cách, đạo đức con người, phát triển tâm linh, có tuệ giác hiểu rõ bản chất của thân tâm mình, người và vũ trụ để sống thuận theo quy luật tự nhiên mà thoát khỏi mọi phiền não, khổ đau. 2. Tóm lược Tứ Thánh Đế. Tứ Thánh Đế là bốn chân lý cao thượng mà hành giả phải chứng ngộ nhờ tu tập giới, định, tuệ để thoát khỏi khổ đau. Đây là giáo lý trọng yếu của Phật giáo, nói về khổ và cách diệt khổ, lấy con người làm trung tâm, hướng đến hạnh phúc tối thượng. Dù chư Phật có xuất hiện trên thế gian hay không, nhưng chân lý này vẫn hiện hữu. Cho nên, chư Phật không sáng tạo mà chỉ khám phá ra quy luật tự nhiên nhờ thực chứng, trực nghiệm, rồi truyền dạy lại cho chúng ta biết cách tu tập và sống theo quy luật ấy để tự mình thoát khỏi khổ đau. Tứ Thánh Đế đó là Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. 1. Khổ Đế, chân lý về sự khổ. Đối với bậc thánh nhân, đời sống này là đau khổ, không thể sống mà không chịu khổ, không thể có hạnh phúc thật sự vững bền trong một thế gian tạm bợ. Có 8 nỗi khổ căn bản mà loài người phải chịu: sinh, già, bệnh, chết, muốn mà không được, thương mà phải xa, ghét mà phải gần, thân tâm là một khối khổ không theo ý mình. Khổ cũng được chia 3 loại: khổ khổ, sự khổ thân, khổ tâm; hoại khổ, mất đi sự an lạc của thân tâm; hành khổ, thân tâm thay đổi liên tục do bị chi phối bởi nghiệp, tâm, thời tiết và thức ăn. Đức Phật nói lên sự khổ, đây không phải là tư tưởng bi quan, yếm thế, mà là tinh thần năng động, tích cực với trí tuệ nhìn ra vấn đề và đưa ra cách giải quyết vấn đề. 2. Tập Đế, chân lý về nguồn gốc của khổ. Nguồn gốc khổ đau đó là vô minh và tham ái. Vô minh là sự không liễu ngộ Tứ Thánh Đế, là nguyên nhân ở quá khứ. Còn nguyên nhân hiện tại là tham ái, có 3 loại: dục ái, đam mê ngũ dục, danh tiếng, tài sản, sắc đẹp, ăn ngon, ngủ kỹ, hoặc sắc đẹp, thanh hay, mùi thơm, vị ngon, xúc chạm dễ chịu, ở cõi người hay trời dục giới. Hữu ái, tham ái hợp với thường kiến, tin rằng chúng sinh có một cái ngã, linh hồn, các cảnh giới thường hằng hay dính mắc vào sự an lạc của các tầng thiền hay các cõi phạm thiên sắc giới, vô sắc giới. Phi hữu ái, tham ái hợp với đoạn kiến, tin rằng chúng sinh chết là hết, chẳng còn gì. Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc thế gian bằng cách thỏa mãn ham muốn và cảm giác của mình.
trong khi lòng tham vô đáy. Thành công không bao giờ đạt được như ước mơ. Vì vậy chúng ta không bao giờ thật sự hạnh phúc khi nó luôn phụ thuộc vào ngoại cảnh bên ngoài. Phật giáo thấy rõ tham ái là nguồn gốc sinh ra khổ đau, nên chỉ chúng ta cách đoạn trừ tham ái để đạt hạnh phúc vĩnh hằng, tự tâm, vô điều kiện, không phụ thuộc vào ngoại cảnh bên ngoài hay người khác. 3. Diệt đế, chân lý về sự hết khổ. Đây là Niết Bàn, trạng thái tâm an lạc, hạnh phúc nội tâm tuyệt đối khi thiền sinh chứng ngộ tuệ giải thoát, phá bỏ vô minh, tâm giải thoát, diệt trừ tham ái. Không còn mọi phiền não ô nhiễm trong tâm, tùy theo bậc giác ngộ, nhập lưu, nhất lai, bất lai và vô sanh, A-la-hán. 4. Đạo đế, chân lý về con đường chấm dứt khổ. Bát chánh đạo, giới, định, tuệ là con đường hay phương pháp tu tập duy nhất để chấm dứt khổ đau luân hồi sinh tử, gồm có 8 yếu tố chân chánh chia làm 3 nhóm: giới, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng; định, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định; và tuệ, chánh kiến, chánh tư duy. Một hành giả muốn giác ngộ, giải thoát phải không ngừng xây dựng và phát triển đầy đủ cả 8 chi phần này trong bát chánh đạo. Tu tập tứ thánh đế, 3 chuyển 12 hành. Để tận diệt mọi khổ đau, hành giả phải hiểu biết, tu tập và thực chứng tứ thánh đế cả về phương diện lý thuyết lẫn thực hành, được chia làm 3 giai đoạn nhận thức và hành trì. Đó là tam chuyển, thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Mỗi giai đoạn chuyển có 4 hành tướng, tổng cộng là 3 chuyển 12 hành. Tam chuyển được xem là 3 loại trí tuệ được tu tập như sau: thị chuyển, văn tuệ và tư tuệ. Hành giả học hỏi và tư duy để hiểu biết khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khuyến chuyển, trí tuệ thực hành. Theo lời khuyến tấn của Đức Phật, khổ đế cần phải hiểu biết, tập đế cần phải đoạn trừ, diệt đế cần phải chứng đạt, đạo đế cần phải tu tập. Hành giả tu tập giới, định, tuệ và có trí tuệ, 11 tầng tuệ minh sát của phàm nhân, trải nghiệm dần tứ thánh đế, thấu hiểu dần khổ đế, đoạn trừ dần tập đế, an hưởng dần diệt đế và tu tập dần đạo đế. Chứng chuyển, tuệ giác. Nhờ tu tập bát chánh đạo, đạt tuệ đạo, hành giả đã thực sự chứng ngộ về tứ thánh đế, nhận ra khổ đế, chấm dứt tập đế, chứng nghiệm diệt đế và thành mãn đạo đế. Tùy theo bậc chứng ngộ, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán mà hành giả tận diệt khổ đau và nếm trải Niết Bàn một phần hay hoàn toàn rốt ráo. Tóm lại, tu tập tứ thánh đế là thực hành 3 chuyển 12 hành. Thị chuyển là hiểu rõ về tứ thánh đế, khuyến chuyển là phải thực hành, trải nghiệm dần tứ thánh đế, và chứng chuyển là hoàn toàn giác ngộ tứ thánh đế để được an bình, hạnh phúc thật sự. 3. Giảng giải đạo lộ, giới, định, tuệ. Có 3 loại phiền não được hóa giải bởi 3 phương thuốc tương ứng như sau. 1. Phiền não tác động, lời nói, hành động được chế ngự bằng giới hạnh trong sạch. 2. Phiền não tư tưởng, tâm ý thức được kiểm soát bằng định tâm vững chắc.
3. Phiền não ngủ ngầm, tâm vô thức được diệt trừ bằng tuệ giác sáng suốt. Tam học giới, định, tuệ được phân tích cụ thể dựa trên bát chánh đạo như sau. 1. Giới học. Tu tập giới gồm 3 yếu tố: chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. A. Chánh ngữ Sammavacca. Đó là lời nói chân chánh với 4 yếu tố: cố ý tránh xa lời nói dối, lời nói chia rẽ, lời nói vô ích và lời nói thô ác gây hại đến mình và người. B. Chánh nghiệp Sammakamanta. Đó là hành động chân chánh với 3 yếu tố: cố ý tránh xa sự sát sinh, trộm cướp và tà dâm, không hành dâm nếu thiền sinh giữ 8 giới trở lên. C. Chánh mạng Sammajiva. Đó là nghề nghiệp nuôi mạng chân chánh, lương thiện, đúng theo pháp đời, luật đạo. Thiền sinh nên tránh các nghề nghiệp liên quan trực tiếp hay gián tiếp phạm 5 giới cấm: sát sinh, trộm cướp, tà dâm, tà ngữ và nghiện ngập, như đồ tể, thợ săn, buôn bán vũ khí, rượu bia, thuốc phiện, thịt cá, cờ bạc, cá độ, vân vân. Khi hành thiền, giới chính là giới hạn, phạm vi, đối tượng thiền mà tâm cần theo dõi, chánh niệm. 2. Định học. Tu tập định gồm 3 yếu tố: chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. D. Chánh tinh tấn Sammavayama. Đó là sự siêng năng, nỗ lực không ngừng trong 4 việc: ngăn ác, ngăn chặn ác nghiệp mới phát sinh; diệt ác, từ bỏ ác nghiệp cũ đang làm; làm thiện, thực hiện thiện nghiệp mới chưa sinh; và tăng thiện, phát triển thiện nghiệp cũ đang làm. Khi hành thiền, chánh tinh tấn chính là nỗ lực liên tục hướng tâm, giữ tâm trên đối tượng thiền. Hơi thở, cảm giác, suy nghĩ, cảm xúc, phản ứng để duy trì chánh niệm khi ngồi thiền, đi kinh hành và trong sinh hoạt. E. Chánh niệm Sammasati. Dựa trên tứ niệm xứ: thân, thọ, tâm và pháp, bạn có chánh niệm khi hay biết, ghi nhận liên tục trọn vẹn mọi hiện tượng danh sắc thân tâm trong khi ngồi thiền, đi kinh hành hay trong đời sống sinh hoạt, đi, đứng, nằm, ngồi, ngay trong khoảnh khắc hiện tại, để thấy được thực tánh pháp khổ, vô thường, vô ngã, mà ngăn chặn phiền não mới phát sinh và đoạn trừ phiền não cũ đã sinh. Khi hành thiền, chánh niệm là sự hay biết liên tục trọn vẹn tiến trình thay đổi sinh diệt của đối tượng thiền. F. Chánh định Samma Samadhi. Đó là sự định tâm an trú trên đối tượng thiền với 5 chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm, đủ sức đè nén 5 chướng ngại: tham, sân, hôn trầm, hoài nghi và phóng tâm. Theo kinh điển và chú giải, chánh định được chia làm 3 loại, 3 hạng thiền sinh. An chỉ định. Theo kinh Đại Niệm Xứ, hành giả tu tập thiền định và chứng một trong các tầng thiền sắc giới: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, để tâm tĩnh lặng vững chắc, rồi xả thiền và dùng chánh niệm, định tâm, sát na định và tỉnh giác để hành thiền tuệ bằng một trong 2 cách là: 1.
quan sát sự sinh diệt của các chi thiện, hỷ, lạc. 2. Quan sát sự sinh diệt liên tục của các hiện tượng thân tâm để thực chứng tam tướng, vô thường, khổ não, vô ngã và các tầng tuệ minh sát. Cận định. Hành giả tu tập thiền định đạt đến trạng thái tâm tĩnh tương đối, chuẩn bị nhập định, có đủ năm thiền chi đè nén phiền não rồi hành thiền tuệ. Sát na định. Hành giả chọn một đề mục thiền minh sát để thiết lập chánh niệm, định tâm và tỉnh giác. Khi có sát na định, định tâm từng chập song hành với sự sinh diệt liên tục của đối tượng thiền. Đủ năm thiền chi để đè nén phiền não thì bạn bắt đầu tu thiền tuệ. 3. Tuệ học. Tu tuệ gồm hai yếu tố: chánh kiến và chánh tư duy. G. Chánh kiến Samadhi. Về pháp học, hiểu biết chuẩn xác Phật pháp về tứ thánh đế, bát chánh đạo, luật nhân quả, 12 nhân duyên, pháp tu thiền định và thiền tuệ, vân vân. Về pháp hành, chứng nghiệm tứ thánh đế, thực tánh pháp, vô thường, khổ não, vô ngã và thành tựu các tầng tuệ minh sát, nhất là tuệ đạo và tuệ quả. H. Chánh tư duy Sammasankappa. Về pháp học, suy nghiệm chân chính về ly dục, quán tưởng 32 thân phận bất tịnh, 10 loại tử thi, vô sân và bất hại, xả tâm sân giận và sân ác tạm thời bằng cách quán tưởng, hành thiền tha thứ và thiền tâm từ hay suy niệm về nhân quả, nghiệp báo, vân vân. Về pháp hành, chánh tư duy là chánh hướng tâm chuẩn xác về đối tượng thiền trong khi ngồi thiền, đi kinh hành hay thiền trong sinh hoạt hàng ngày. Tuệ học cũng có 3 loại: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Văn tuệ, trí tuệ do học hỏi, nghiên cứu Phật pháp. Tư tuệ, trí tuệ do tư duy, suy xét, chiêm nghiệm và chắt lọc từ kiến thức văn tuệ. Tu tuệ, tuệ giác chứng nghiệm tứ thánh đế và thật tánh khổ, vô thường, vô ngã của các pháp nhờ hành thiền tuệ Vipassana, dựa trên văn tuệ và tư tuệ làm nền tảng. Văn tuệ và tư tuệ được xem là chánh kiến và chánh tư duy ban đầu, tạm thời, có sai, có sửa, của phạm nhân, được điều chỉnh, bổ sung liên tục trong suốt quá trình tu tập. Nhờ đó bạn có kiến thức Phật pháp căn bản và nắm vững kỹ thuật hành thiền, làm tiêu chuẩn để tìm hiểu lựa chọn minh sư, chánh pháp cũng như ứng dụng tu tập để thành tựu tuệ giác. Do đó, chánh kiến và chánh tư duy là hai yếu tố quan trọng đầu tiên quyết định trong bát chánh đạo, giúp bạn có kiến thức tu giới và định đúng đắn. Khi giới và định hoàn thiện, thiền sinh hành thiền tuệ, nếu đủ duyên thì khởi sinh tuệ giác, trở thành bậc thánh. Lúc này, vị ấy mới có chánh kiến và chánh tư duy thật sự, không còn sai sửa mà chỉ phát triển thêm, mới giữ gìn giới luật, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, trọn vẹn, tự nhiên và tự động. Vị thánh nhập lưu trở lên. Khi đó, vị thánh ấy tiếp tục nỗ lực tu tập bát thánh đạo để hoàn thiện giới, định, tuệ, để đắc các thánh quả cao hơn. Chu kỳ tu tập tuần hoàn này sẽ liên tục cho đến khi thiền sinh đắc thánh quả A-la-hán, giải thoát rốt ráo. 4. Tu tập theo đạo lộ giới, định, tuệ. H.
Hiện nay có nhiều thiền phái Phật giáo nổi tiếng trên thế giới, dù khác biệt nhau về phương pháp, nhưng đều thực hành theo đạo lộ giới, định, tuệ, bát chánh đạo. Vì đây là con đường duy nhất để thiền sinh tu tập thoát khổ như lời Đức Phật dạy. 1. Tu tập giới. Thiền sinh giữ gìn giới hạnh trong sạch, nhằm tránh khởi tâm hối hận, tự trách khi phạm lỗi lầm, tạo tường thành vòng ngoài, đảm bảo thân tâm an lạc tương đối để tu tập định. Giới cũng chính là giới hạn, đối tượng thiền mà tâm cần quan sát, chánh niệm. 2. Tu tập định. Thiền sinh hướng tâm an trú cố định trên một đối tượng thiền chính, thường là hơi thở, để xây dựng ngôi nhà tâm, thiết lập và vun bồi chánh niệm, định tâm và tỉnh giác. Ngôi nhà này được ví như tường thành vòng trong, giúp tâm quan sát đối tượng thiền một cách liên tục, bình tĩnh và sáng suốt. Nhờ chánh niệm thuần thục, tâm theo dõi sát sao, trọn vẹn tiến trình sinh, xuất hiện, trụ, tồn tại và phát triển, dị, hoại dần, diệt, mất hẳn của đối tượng thiền. Nhờ định tâm vững chắc, đè nén tham, sân, hôn trầm, hoài nghi và phóng tâm, tâm không bị dao động hay phản ứng tiêu cực, ham thích, ghét sợ với các đối tượng thiền, làm cho thân tâm khổ sướng, vui buồn. Với tỉnh giác sáng suốt, tâm biết rõ đối tượng thiền là giả tạm, sinh diệt liên tục, có tính vô thường, khổ não, vô ngã, nên tâm không đồng hóa cái tôi với đối tượng thiền, không xem đối tượng thiền là tôi, là của tôi. Khi nào đủ định tâm để chuyển sang tu tuệ? Có ba hạng thiền sinh. A. Thiền sinh tu chứng an chỉ định, kiên cố định. Nhờ hữu duyên trong tiền kiếp với thiền định, thiền sinh chứng một trong bốn tầng thiền sắc giới trước: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, để đè nén phiền não rồi mới tu tập thiền tuệ. B. Thiền sinh tu đạt cận định. Dù tu thiền định trước nhưng không hữu duyên, nên thiền sinh chỉ đạt cận định rồi mới tu tập thiền tuệ. C. Thiền sinh tu đạt sát na định. Do tu tập thẳng thiền tuệ để thiết lập chánh niệm, định tâm và tỉnh giác với đối tượng thiền tuệ có tính sinh diệt, nên thiền sinh chỉ đạt sát na định, trạng thái định tâm từng chập song hành với sự sinh diệt liên tục của các hiện tượng thân tâm, rồi mới tu tập thiền tuệ. Sát na định là định tâm trực tiếp để thực hành thiền tuệ, bằng cách quan sát sự sinh diệt các hiện tượng trên thân tâm một cách liên tục và trọn vẹn. Cho nên, dù đạt an chỉ định, thiền sinh cũng phải xuất khỏi các tầng thiền, rồi tận dụng sự bình tâm, tĩnh lặng, đè nén phiền não mà hành thiền tuệ bằng một trong hai cách: quan sát sự sinh diệt liên tục của các trạng thái hỷ, lạc đang diễn ra ngay trong hiện tại, quan sát sự sinh diệt liên tục của những hiện tượng thân tâm đang xảy ra ngay hiện tại. Dù thuộc hạng thiền sinh nào, bạn phải có đủ năm chi thiền: tâm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm, để đủ sức chế ngự, đè nén năm chướng ngại: tham, sân, hôn trầm, hoài nghi và phóng tâm. Năm thiền chi chế ngự năm chướng ngại. Tâm. Tâm tự hướng đến đối tượng thiền, chế ngự hôn trầm. Tâm mê mờ, thân mệt mỏi. Tứ. Tâm bám sát sao đối tượng thiền, chế ngự hoài nghi, nghi ngờ pháp tu, thầy dạy, vân vân. Hỷ. Tâm hứng thú với đối tượng thiền, chế ngự sân hận,
ghét bỏ, sợ hãi, thù hận, vân vân. Lạc, thân thoải mái, dễ chịu, vân vân. Chế ngự phóng tâm, suy nghĩ, nhớ lại rồi hối hận, hối tiếc. Nhất tâm, tâm chỉ an trú hay biết đề mục thiền. Chế ngự tham dục, dính mắc, ham thích. 3. Tu tập tuệ. Thiền sinh thực hành thiền tuệ, thiền quán, tứ niệm xứ, thiền minh sát tuệ, Như Lai thiền, thiền Vipassana để phát triển các tầng tuệ minh sát, nhất là tuệ đạo, tuệ quả để tận diệt mọi phiền não. Với chánh niệm, định tâm và tỉnh giác, thiền sinh không thắc mắc, tò mò, phân tích, nhận xét, đánh giá, vân vân, mà chỉ quan sát các hiện tượng thân tâm đang sinh diệt không ngừng ngay khoảnh khắc hiện tại một cách liên tục, bình tâm và sáng suốt để thấy rõ tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã của thân tâm. Tuệ minh sát giúp thiền sinh tận diệt mọi phiền não ngủ ngầm trong tâm vô thức. Để hành thiền hiệu quả, thiền sinh cần phải thu thúc lục căn, hạn chế nói chuyện và tiếp xúc ngoại cảnh để tránh phân tâm, dính mắc, vân vân. Muốn chứng nghiệm hạnh phúc niết bàn, hành giả cần phải hành thiền từ lúc mở mắt thức dậy đến khi nhắm mắt đi ngủ, thể hiện qua ba tư thế: thiền tọa, thiền hành và thiền trong sinh hoạt hàng ngày. Hướng dẫn thiền Phật giáo. 1. Hướng dẫn thiền tọa. 1. Ngồi đúng tư thế. Tìm một nơi yên tĩnh, ngồi kiết già, bán già hay xếp bằng trên tọa cụ thích hợp. Một cách thoải mái để hành thiền lâu dài, từ 30 đến 60 phút trở lên. Hãy bỏ các vật dụng ra khỏi thân, kính, đồng hồ, vân vân, để tránh phân tâm. Nhắm mắt lại, hai tay chồng lên nhau như hình tượng Phật, hoặc nắm hai bàn tay lại với nhau. Hãy giữ thân, cổ và lưng cho ngay thẳng tự nhiên, thả lỏng, đừng gồng cứng hay ưỡn ngực. 2. Cảm nhận toàn thân và hơi thở, tìm điểm xúc chạm. Hơi thở là đề mục thiền phổ biến được Đức Phật và các thiền sư tu tập thành tựu. Do đó, thiền sinh cũng nên thực hành với đề mục hơi thở. Hãy thư giãn toàn thân, có thể hít sâu, thở ra vài lần, rồi cảm nhận các cảm giác trên thân khoảng vài phút, để tâm nhạy cảm và chìm vào bên trong thân. Sau đó, hãy hướng tâm cảm nhận các cảm giác trên toàn khuôn mặt vài phút nữa, rồi thu nhỏ tâm về khu vực cửa mũi, vùng trên môi, dưới mũi, cảm nhận hơi thở vào ra. Hãy để ý xem hơi thở vào hay hơi thở ra rõ hơn. Nếu hơi thở vào rõ hơn, hãy chỉ cảm nhận hơi thở vào, không cần quan tâm hơi thở ra. Ngược lại, nếu hơi thở ra rõ hơn, hãy chỉ cảm nhận hơi thở ra, không cần quan tâm hơi thở vào. Vì tâm ban đầu rất thu, nếu để ý cả hai hơi thở vào ra thì rất căng thẳng, động loạn. Nếu không thấy hơi thở, hãy hít sâu vào và thở ra từ 3 đến 5 lần. Cảm nhận các cảm giác trên thân và hướng tâm vừa phải về vùng da trên môi, dưới mũi, nhân trung, cửa mũi, chóp mũi để tìm điểm xúc chạm nổi bật, thường trực nhất khi hơi thở vào ra. Giả sử hơi thở ra rõ hơn, hãy chỉ để ý hơi thở ra và tìm điểm xúc chạm. Điểm xúc chạm là điểm mà khi hơi thở ra xúc chạm với làn da ở khu vực cửa mũi, có cảm giác nóng
lạnh, tê, nhột, vân vân. Có nhiều điểm xúc chạm khi hơi thở ra, nhưng hãy chọn một điểm xúc chạm nổi bật nhất và đặt tâm cố định tại đó để dễ dàng hay biết hơi thở ra một cách tự nhiên mà không điều khiển hơi thở, cũng không chạy theo hơi thở vào trong hay ra ngoài. Nếu thiền sinh cảm nhận hơi thở vào rõ hơn, thì hãy tìm điểm xúc chạm khi hơi thở vào, rồi đặt tâm tại đó và cảm nhận hơi thở vào mà thôi. 3. Ba giai đoạn chánh niệm trên hơi thở. A. Cảm nhận hơi thở tại điểm xúc chạm và đếm số. Để tăng trưởng trí nhớ và tỉnh giác, tránh sự buồn chán, phóng tâm và hôn trầm, mỗi khi thấy hơi thở vào hoặc ra, hãy đếm một số. Đếm tuần tự từ 1 đến 8, rồi trở lại đếm số lặp lại từ 1 đến 8. Mỗi khi bị gián đoạn do quên hay đếm nhầm, hãy đếm lại từ 1. Nếu hơi thở vào rõ hơn, thì chỉ đếm số khi hơi thở vào. Nếu hơi thở ra rõ hơn, thì chỉ đếm số khi nó ra. Không nên đếm số cả hai hơi thở vào ra, vì làm vậy rất căng thẳng và mệt mỏi. Việc đếm số dựa trên hơi thở. Hơi thở nhanh thì đếm nhanh, hơi thở chậm thì đếm chậm. Đừng đếm số trước rồi hít thở theo con số, như vậy tâm sẽ căng thẳng. Hãy chú tâm vừa phải vào điểm xúc chạm để cảm nhận hơi thở và đếm số. Nếu căng thẳng, hãy thư giãn, thả lỏng. Mỗi khi có suy nghĩ, phóng tâm hay nghe một âm thanh gì đó, hãy bình tâm, chấp nhận nó. Đừng chạy theo nó hay phản ứng, thắc mắc, phân tích, đánh giá, nhận xét, vân vân, mà hãy tiếp tục kiên trì, đưa tâm về theo dõi hơi thở và đếm số lại từ 1. Hãy buông bỏ tất cả chuyện khác. Khi có cảm giác tê, ngứa, đau, nhức, nóng, lạnh, vân vân, hay các hiện tượng lạ như rung, lắc, nghiêng, ngã, quay, gặp người trước sau, đổ mồ hôi, chảy nước miếng, vân vân, hãy bình tâm, chấp nhận chúng. Cứ để các nghiệp lực ấy trổ ra tự nhiên, đừng lo lắng, sợ hãi, hãy kiểm soát chúng theo ý mình, rồi tiếp tục theo dõi hơi thở và đếm số. Khi định tâm tốt trên hơi thở, chúng sẽ tự qua đi. Nếu cảm giác khó chịu đó nổi bật, làm tâm bấn loạn, sân nóng, khó quan sát hơi thở, hãy bình tâm quan sát các cảm giác hay hiện tượng đó đến khi chúng mất, rồi trở lại quan sát hơi thở. Hãy xây dựng ngôi nhà tâm, thiết lập và phát triển chánh niệm, định tâm, tỉnh giác bằng cách nỗ lực chú tâm vừa phải. Tỉnh giác, nhận biết hơi thở liên tục, đừng bỏ sót hơi thở nào. Không cần quan tâm sự thay đổi của các cảm giác có trong hơi thở. Đôi khi khó nhận thấy hơi thở, không phải vì không có hơi thở, mà vì hơi thở trở nên vi tế. Hãy nỗ lực hướng tâm nhiều hơn về khu vực cửa mũi, rồi đặt tâm vào điểm xúc chạm ở vùng trên môi, dưới mũi, với sự bình tâm để biết mình vẫn đang thở. Với sự kiên nhẫn và chánh niệm, bạn sẽ dần dần biết được hơi thở vi tế và định tâm hơn. Tiếp tục đếm số đến khi tâm khá định tĩnh, ít suy nghĩ, thì dừng đếm số và chỉ hay biết tiến trình hơi thở vào ra. B. Hay biết tiến trình vào ra của hơi thở, bỏ đếm số.
khi tâm đã quen thuộc với hơi thở, ít suy nghĩ. Nếu có nghĩ thì tối đa 5 giây, thì tâm tự biết và trở về hơi thở. Hãy từ bỏ đếm số, chỉ hay biết hơi thở vào ra trọn vẹn. Lúc này, thiền sinh có chi thiền tâm. Tâm quen thuộc với hơi thở và tự động hướng về hơi thở khi phóng tâm. Tại điểm xúc chạm hay điểm cố định trong tâm mà hơi thở đi qua, hãy cảm nhận từ lúc hơi thở vào cho đến lúc hơi thở ra hoàn toàn. Thiền sinh sẽ thấy hơi thở bắt đầu vào, đang vào, vào xong rồi nghỉ. Hơi thở bắt đầu ra, đang ra, ra xong, rồi có một hơi thở khác bắt đầu vào, vân vân. Nhờ vậy không có khoảng trống để tâm suy nghĩ, mà định tâm càng sâu và vững hơn. Chỉ hay biết toàn bộ hơi thở vào ra một cách tự nhiên, dù nó dài hay ngắn, nhanh hay chậm, thô hay tế, đừng điều khiển nó theo ý mình. Cứ như vậy, hơi thở sẽ dần dần vi tế và mất đi. Khi ấy, các chi thiền tứ, hỷ và lạc sẽ khởi sinh. Tứ là trạng thái tâm bám sát tiến trình vào ra của hơi thở. Hỷ là trạng thái tâm hứng thú với hơi thở. Thân có cảm giác như nổi da gà, ớn lạnh, luồng điện chạy toàn thân. Lạc là trạng thái tâm hạnh phúc. Thân cảm thấy thoải mái, dễ chịu, nhẹ nhàng, bay bổng. C. Hơi thở mất dần, các tướng nimitta xuất hiện. Khi hơi thở mất dần, thiền sinh hãy bình tâm, đừng lo lắng, đừng tìm kiếm hơi thở hay hướng tâm đi đâu khác. Vì đây là thời điểm hơi thở đang chuyển tiếp từ trạng thái thô, được hay biết bằng cảm giác trên làn da, sang trạng thái vi tế, được hay biết bằng tưởng trong tâm. Hãy tiếp tục an trú tâm tại khu vực cửa mũi, cảm nhận trạng thái trống không ở đây và nimitta, ấn chứng hay tướng của hơi thở do tưởng xuất hiện dần. Nimitta là kết quả của định tâm, có cường độ tăng dần theo sức định, thể hiện qua ba loại tướng: chuẩn bị tướng, học tướng và quan tướng. Chuẩn bị tướng xuất hiện tại lúc đầu. Thiền sinh cảm nhận hơi thở tại một điểm xúc chạm, điểm cố định do tưởng, ở cửa mũi, môi trên, nhân trung, vân vân. Khi tâm đã bám chặt, thâm nhập vào tiến trình vào ra của hơi thở, thì học tướng xuất hiện như sợi tơ, sợi chỉ, làn khói, làn mây, màn nhện, màn sương mù, viên ngọc, thân cây, cọc gỗ, vân vân, màu xám hay lờ mờ, rồi từ từ trắng xóa như bông gòn. Có nhiều dạng tướng nimitta khác nhau tùy theo tưởng của mỗi người, vì tướng được tạo ra từ tưởng. Để duy trì các tướng nimitta lâu dài, thiền sinh phải liên tục hay biết hơi thở vào ra tại điểm cố định do tưởng, gần cửa mũi, nhân trung, vân vân. Đừng để tâm đến các tướng đó, đừng cố ý thay đổi tướng trạng hay chuyển tâm từ hơi thở sang tướng. Từ từ các tướng đó sẽ hội tụ lại điểm cố định, thì tướng đã ổn định. Hãy để tâm tự gắn chặt vào tướng, rồi tướng đồng nhất với hơi thở là một. Lúc này, hãy bỏ hơi thở và chỉ ý thức rõ tướng ấy để tăng định tâm. Nếu kiên trì giữ tâm an trú trên học tướng trắng ấy suốt một hay hai giờ trở lên, chi thiền nhất tâm, chỉ biết hơi thở, không biết gì khác sẽ khởi lên. Năm chướng ngại: tham, sân, hôn trầm, hoài nghi, trạo hối,
bị năm chi thiền đè nén. Hậu tướng từ từ trở nên trong sáng và rực rỡ hơn, trở thành quang tướng, trong suốt như pha lê, chói sáng như viên ngọc, sao mai, mặt trăng, mặt trời, vân vân. Nếu giữ tâm an trú trên quang tướng một vài giờ, thì thi sinh sẽ đạt cận định, trạng thái tâm gần nhập định, hay nhập các tầng thiền an chỉ định, kiên cố định. Ở cận định, các chi thiền chưa thực sự vững mạnh, nên thiền sinh dễ rơi vào trạng thái tâm không biết gì như lúc ngủ, tâm hộ kiếp. Hãy chánh niệm, tinh tấn và tỉnh giác để giữ tâm trên học tướng, quan tướng lâu dài. Để hành thiền tiến bộ không ngừng, thiền sinh cần có nơi ẩn cư tu tập thích hợp, nhập thất nhiều ngày, tránh nói chuyện, gần thầy giỏi và bạn lành, thức ăn và thời tiết phù hợp để thiết lập thất giác chi. Niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, lạc, định, xả và cân bằng ngũ căn, ngũ lực, tính, tấn, niệm, định, tuệ. 4. Những hiện tượng lạ xuất hiện khi thiền tiến bộ. Khi hành thiền tiến bộ, thiền sinh sẽ có những cảm giác đau đớn khó chịu như khó thở, nghẹn nghẹn, ngứa ngáy, bị rét run, như bị kim chích, thấy nhột nhạt như có côn trùng bò trên thân mình, vân vân. Khi ta ngưng thiền thì những cảm giác trên biến mất ngay. Không có gì đáng lo ngại, đây chỉ là những cảm giác bình thường vẫn hiện diện trong cơ thể, nhưng chúng bị che lấp vì tâm ta luôn hướng ra bên ngoài. Nếu tiếp tục và kiên trì thiền, chúng sẽ mất. Có khi bạn thấy thân thể mình lắc lư, nghiêng ngả, gập người, toàn thân cứng, nặng hay xương kêu rắc, tay tự xoa bóp, bấm huyệt hay thân tự tập yoga, vân vân, thì cũng đừng sợ hãi, lo lắng, tò mò hay thích thú các hiện tượng này. Hãy bình tâm và tiếp tục chú tâm quan sát hơi thở, định tâm tăng trưởng, hiện tượng đó sẽ mất dần. Nếu hiện tượng đó quá nổi bật, hãy bình tâm chấp nhận quan sát nó, không phản ứng gì cho đến khi nó mất. Đôi khi bạn cũng sẽ cảm thấy rờn rợn, run lên, ớn lạnh ở xương sống hay toàn thân. Đó là trạng thái hỷ lạc, một thành quả đương nhiên khi thiền được tiến triển tốt đẹp. Khi tâm an trú trong thiền, tâm rất nhạy bén, nên bạn rất dễ bị giật mình bởi những tiếng động nhỏ. Hãy ghi nhận nó, rồi trở lại quan sát hơi thở. Khi trong tâm có xuất hiện ánh sáng hay những hình ảnh gì lạ lùng, kỳ quặc, bạn cũng không nên ưa thích hay ghê sợ, vì đây chỉ là ảo ảnh, sản phẩm của nghiệp và tưởng tạo ra. Tuyệt đối không nên chìm đắm và chạy theo các ảo ảnh đó, chỉ làm ta tăng trưởng tham, sân mà thôi. Hãy tiếp tục chú tâm quan sát hơi thở. Nếu hiện tượng đó quá nổi bật, hãy xem nó như đối tượng thiền, chấp nhận quan sát nó với sự bình tâm cho đến khi nó mất. Tất cả những hiện tượng lạ lùng xảy ra trên thân hay trong tâm đều chứng tỏ thiền sinh đang tu tập đúng và có định tâm dần. Tâm ý thức bắt đầu lắng xuống, tâm vô thức bắt đầu hoạt động mạnh. Trổ các nghiệp sankhara ra ngoài thân hay tâm ý thức. Tâm ý thức ngày càng nhạy cảm và hay biết rõ ràng với các cảm giác trên thân, các đặc tính của đất, cứng, mềm, nặng, nhẹ, trơn, nhám, vân vân, nước, ẩm ướt, kết dính, gió, di động, co, giãn, lửa,
nóng, lạnh hoạt động trên thân, dẫn đến rung, lắc, quay, ngứa, vân vân, để trổ nghiệp trên thân. Tâm vô thức cũng mang những ký ức buồn vui, ấn tượng trong quá khứ về hiện tại. Còn tâm ý thức nắm bắt các ký ức này, rồi suy diễn thêm và phản ứng thương, ghét với chúng. Hãy bình tâm chấp nhận mọi hiện tượng này. Đừng chìm đắm vào chúng, đừng điều khiển hay phản ứng với chúng. Hãy tiếp tục an trú tâm tại điểm xúc chạm ở khu vực cửa mũi, mà liên tục theo dõi hơi thở trọn vẹn. Nhờ vậy, định tâm sẽ ổn định hơn và các hiện tượng lạ ấy sẽ qua đi. Các thiền chi và tướng Nimitta xuất hiện. Khi ấy, tâm thật an tịnh, hạnh phúc và sáng suốt để sẵn sàng hành thiền tuệ, diệt trừ phiền não, khổ đau. 5. Hành thiền tuệ khi ngồi thiền. Cứ tiếp tục thực hành như thế, tâm sẽ dần dần yên tĩnh, hơi thở sẽ trở nên thanh nhẹ hơn, mãi cho đến khi nó dường như không còn ở đó nữa. Thân và tâm đều cảm thấy nhẹ nhàng và đầy sinh lực. Những gì còn lại chỉ là sự chú ý nhất tâm. Tâm đã đạt đến trạng thái tĩnh lặng do an chỉ định, cận định hay sát na định. Khi tâm đã bình an và tập trung như vậy, thiền sinh rời bỏ hơi thở hay các tướng Nimitta và bắt đầu quan sát các hiện tượng thân và tâm nào đang sinh diệt ngay khoảnh khắc hiện tại. Thiền sinh sẽ nhận thấy rõ các hiện tượng đó thay đổi liên tục. Sự vô thường này khiến cho chúng không còn giá trị, không còn cần thiết. Chúng tự đến rồi cũng tự đi. Không có một bản ngã hay ai đó đang điều hành mọi việc, mà chỉ là sự chuyển biến tự nhiên thuận theo nhân quả. Tất cả mọi việc trên thế gian này đều có tính thay đổi, vô thường, không kiểm soát được nên bất an, bất toại, khổ, và không có một tự ngã hay linh hồn vĩnh cửu. Mọi thứ đều do nhân duyên mà sinh, mà diệt, vô ngã. Nếu bạn nhìn vạn vật bằng cách này, mọi ràng buộc và dính mắc sẽ giảm thiểu dần dần. Đó là vì bạn nhìn thấy bản chất thật của vạn hữu đều tạm bợ và thay đổi liên tục. Đây là sự phát sinh trí tuệ và bình an thực sự trong tâm. 6. Phương pháp xả thiền. Với những thiền sinh lâu năm hành thiền thuần thục, thân tâm đã thông suốt, an lạc, nên việc xả thiền rất nhanh chóng, không cần mất nhiều thời gian theo trình tự. Tuy nhiên, với các thiền sinh mới, khi ngồi lâu sẽ làm máu huyết ứ động, nên cần xả thiền kỹ càng 10 phút để máu thông toàn thân và tâm tiếp tục chánh niệm tốt. Khi đến lúc xả thiền, hãy khởi lên tác ý muốn xả thiền, rồi bình tâm thực hành các bước sau một cách chánh niệm nhẹ nhàng. Trước tiên, hãy xả tâm. Hãy chánh niệm thoát tâm ra khỏi hơi thở, sang cảm nhận các cảm giác trên toàn thân, từ đầu xuống chân và ngược lại khoảng vài phút. Tiếp tục nhắm mắt, duy trì chánh niệm, cảm nhận các cảm giác khi đang thay đổi tư thế trong lúc xả thiền. Hãy hít sâu và thở ra 3 lần nhẹ nhàng, rồi chậm chậm xoay đầu 3 lần qua trái, phải, ngửa đầu ra sau, cúi xuống phía trước cũng 3 lần. Thả lỏng tay chân ra từ từ, chà 2 lòng bàn tay vào nhau cho thật nóng, rồi xoa lên đầu, mặt, mắt, tai 3 lần. Tay này xoa bóp tay kia, từ vai
ra cổ tay, rồi xoa ngực, bụng, lưng, và nhất là xoa nóng phần phía sau thắt lưng, ngay chỗ hai quả thận. Duỗi chân ra từ từ và dùng hai tay xoa đều từng chân, từ trong đùi ra cổ chân, ngón chân, và co duỗi từng chân. Khi xoa bóp tay, chân, lưng, ngực, bụng thì làm mạnh nhưng chậm, chánh niệm và không gây tiếng ồn. 2. Hướng dẫn thiền hành. 1. Lợi ích của việc thiền hành. Một thiền sinh thực thụ phải hành thiền miên mật, liên tục, từ lúc mở mắt thức dậy cho đến khi nhắm mắt ngủ. Cho nên, vị ấy phải biết kết hợp nhuần nhuyễn, duy trì và phát triển ngôi nhà tâm, chánh niệm, định tâm, tỉnh giác trong mọi tư thế. Cụ thể là 3 thế thiền: thiền tọa, thiền hành và thiền trong sinh hoạt. Ngôi nhà tâm được xây dựng vững chắc chủ yếu trong lúc ngồi thiền và cần được duy trì, phát triển liên tục, lâu dài. Thiền hành, đi kinh hành là pháp thiền chuyển tiếp từ trạng thái tịnh, ngồi thiền sang trạng thái động, sinh hoạt, giúp thiền sinh nuôi dưỡng và tăng trưởng chánh niệm, định tâm và tỉnh giác trong tư thế đi và đứng. Khi đi, thiền sinh rèn luyện chánh niệm, định tâm và tỉnh giác trên một đối tượng động duy nhất là bước chân, bằng cách tập trung toàn tâm ý vào các cảm giác trên bàn chân. Nhờ chánh niệm quen thuộc với đối tượng động là bước chân, sau này bạn dễ dàng chánh niệm với nhiều đối tượng động trong sinh hoạt hàng ngày. 2. Hướng dẫn thiền hành. Thiền sinh có thể đi chân không hay mang dép trên đoạn đường dài khoảng 20 bước chân trong 30 phút hoặc hơn. Giữ lưng thẳng, hai bàn tay nắm lại với nhau, thả lỏng và để trước bụng hoặc sau lưng. Mắt nhìn xuống cách chân 1 mét và quan sát, cảm nhận các cảm giác chuyển động của từng bước chân. Nếu tâm suy nghĩ, hãy đưa tâm về cảm nhận bước chân ngay. Có 3 cách niệm thầm khi đi kinh hành. Tập niệm dần dần theo từng cách như sau. 1. Niệm đi bình thường, niệm phải khi chân phải đang bước, niệm trái khi chân trái đang bước, và cảm nhận các cảm giác bàn chân: cứng, mềm, nặng, nhẹ, trơn, nhám, dính, rít, nóng, lạnh, tê, đau, vân vân. 2. Niệm đi chậm hơn, khi chân phải hay chân trái bước, niệm dở khi chân đang dở, niệm đạp khi chân đang đạp, và cảm nhận các cảm giác bàn chân. 3. Niệm đi chậm hơn nữa, niệm dở khi chân đang dở, niệm bước khi chân đang bước, niệm đạp khi chân đang đạp, và cảm nhận các cảm giác bàn chân. Đến cuối đoạn đường thì đứng lại, niệm đứng, đứng, đứng. Đứng khoảng vài phút, quan sát các cảm giác toàn thân: cứng, mềm, nóng, lạnh, rung, lắc, đau, vân vân. Rồi từ từ quay toàn thân ngược về sau và niệm quay, quay, quay. Khi dừng lại, niệm đứng, 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 rồi tiếp tục đi ngược lại đến đầu kia. Khi tâm đã an trú trên bước chân, hãy bỏ việc niệm và chỉ cần quan sát các cảm giác chuyển động của bàn chân khi đi và cảm nhận toàn thân khi đứng và quay.
3. Hướng dẫn thiền trong sinh hoạt. 1. Lợi ích của thiền trong sinh hoạt. Nhờ ngồi thiền và đi kinh hành nghiêm túc, thiền sinh có được chánh niệm, định tâm và tỉnh giác. Nhưng nếu không biết duy trì những phẩm chất tu tập này trong sinh hoạt hàng ngày, thì vị ấy đã làm mất đi ngôi nhà tâm một cách uổng phí. Hành thiền cũng như nấu nước sôi, chúng ta cần phải đun nước liên tục thì nước mới sôi được. Cũng vậy, thiền sinh cần phải hành thiền liên tục trong mọi oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, thì chánh niệm, định tâm và tỉnh giác mới được duy trì và phát triển không ngừng, để ngăn phiền não cũ tái hiện, tránh phiền não mới phát sinh và trực nghiệm được tính sinh diệt của thân tâm này mà phát triển tuệ giác, diệt trừ phiền não khổ đau. Hãy tinh tấn nỗ lực hành thiền không ngừng, để ngôi nhà tâm ngày càng vững chắc, đủ sức bảo vệ mình trước mọi ngoại cảnh. 2. Duy trì chánh niệm để ngăn chặn phiền não khởi sinh. Có 3 điều cần làm để chánh niệm khi sinh hoạt. 1. Tập trung toàn tâm, toàn ý vào công việc đang làm để đạt hiệu quả cao nhất. 2. Cảm nhận các cảm giác trên thân: nóng, lạnh, cứng, mềm, nặng, nhẹ, vân vân, khi đang làm công việc đó, để giữ tâm liên tục ở hiện tại, tránh vọng niệm vẩn vơ. 3. Hay biết những suy nghĩ, cảm xúc, vui, buồn, vân vân, và phản ứng tham, sân, vân vân đang diễn ra trong tâm. Nếu tâm nghĩ điều thiết thực, lợi ích, hãy chánh niệm hay biết nó. Nếu tâm nghĩ vẩn vơ, vô ích, hãy buông bỏ suy nghĩ đó, rồi đưa tâm về ngay với việc hiện tại, cảm nhận các cảm giác trên thân. 3. Hành thiền tuệ khi phiền não khởi sinh. Khi tiếp xúc với ngoại cảnh, nếu thiền sinh không có chánh niệm, định tâm và tỉnh giác tốt, thì tâm sẽ phản ứng tiêu cực, phiền não khởi sinh. Thiền sinh có thể trực tiếp quan sát tiến trình sinh diệt, tăng giảm của các tâm bất thiện, tham, sân, vân vân. Nếu đủ khả năng tách tâm quan sát ra khỏi các phiền não này để quan sát chúng một cách bình tâm, chấp nhận, thì tâm phiền não sẽ giảm dần và mất hẳn. Tuy nhiên, nếu quan sát tâm phiền não mà thiền sinh không thể tách được tâm quan sát ra khỏi đối tượng phiền não, thì càng quan sát tâm, tâm càng nhớ đến đối tượng. Nguyên nhân làm cho tâm phiền não và càng tăng trưởng phiền não khổ đau. Như vậy, bất thiện nghiệp sẽ càng phát triển. Vì vậy, tốt nhất bạn nên quay về quan sát các cảm giác trên thân. Như thế, tâm sẽ bỏ quên các đối tượng làm cho tâm phiền não. Phiền não sẽ giảm trừ dần. Tất cả các trạng thái tâm đều được biểu hiện bằng các cảm giác trên thân. Khi ấy, chúng ta nên quay về quan sát các cảm giác dễ chịu, do tham, khó chịu, do sân trên thân, như nhẹ nhàng, bay bổng, nóng, rung, đau nhói ở ngực hay bụng, nhịp tim đập nhanh, hơi thở thô gấp, dễ nổi da gà, vân vân. Hãy bình tâm chấp nhận quan sát chúng, để thấy chúng giả tạm, không thật, sinh diệt không ngừng, vô thường, khổ não, không theo ý mình, và vô ngã, không có thực tánh, do nhân duyên mà sinh diệt. Khi tâm chỉ tập trung quan sát các cảm giác này, bỏ quên các đối tượng phiền não trong tâm, như vậy
các cảm giác ấy sẽ dần dần mất đi. Cơ thể trở lại bình thường, cũng như các phiền não, tiêu cực trong tâm cũng giảm dần và mất hẳn. Tất nhiên, chúng ta phải bình tâm, quan sát các cảm giác đó mà không chỉ trích, phán xét, suy nghĩ bất cứ một điều gì. Nhất là đừng nghĩ đến các đối tượng làm cho tâm phiền não. Cứ mỗi khi tâm phiền não xuất hiện, hãy bình tâm, quay về quan sát các cảm giác trên thân. Như thế, chúng ta không những nhanh chóng chấm dứt phiền não, mà còn trực nghiệm bản chất của cảm thọ hay phiền não ấy. Đó là vô thường, khổ não và vô ngã. Nhờ vậy, chúng ta luôn giữ được sự bình tâm, buông xả trước mọi chuyện và sống tùy duyên thuận pháp theo quy luật tự nhiên, để tâm được bình an, hạnh phúc thật sự. 4. Hãy hành thiền liên tục để thấu hiểu được Phật Pháp. Tóm lại, ngoài giờ ngồi thiền và đi kinh hành, thiền sinh nên duy trì việc để tâm hay biết hơi thở hoặc cảm nhận bất cứ các cảm giác trên thân hay những suy nghĩ, cảm xúc, vui, buồn, vân vân và phản ứng tham, sân, vân vân trong tâm ngay khi có thể trong bất cứ hoạt động nào hàng ngày. Hãy hành thiền theo nguyên tắc làm gì biết đó và tập trung toàn bộ tâm ý vào việc mình đang làm. Dù cố gắng tập trung vào việc đang làm, nhưng tâm vẫn rảnh rỗi chạy đây đó. Hãy luôn ý thức hơi thở hay cảm giác, cảm xúc trong thân tâm để duy trì tâm luôn chánh niệm. Hãy theo dõi tâm mình. Hãy quan sát và theo dõi cảm giác và tư tưởng đến rồi đi như thế nào. Đừng để bị dính mắc vào bất cứ điều gì hay chuyện gì, mà chỉ cần chú tâm tỉnh thức trước những gì đang xảy ra. Đó là con đường tiến đến chân lý. Hãy tự nhiên trong mọi việc làm, mọi động tác. Tất cả đều là cơ hội để hành thiền. Tất cả đều là pháp. Bất kỳ làm công việc gì, mình cũng phải cố gắng chánh niệm, liên tục quan sát nó. Nhiều người than phiền là không có thời giờ để hành thiền. Đó là vì họ chưa thật sự thấy được tầm quan trọng của việc hành thiền đem đến hạnh phúc như thế nào. Người khôn ngoan thì luôn tìm cách thực hiện, kẻ ngu si thường hay tìm cớ để tránh né. Nếu thật sự muốn, chúng ta luôn sắp xếp để thực hành pháp bảo. Hãy tinh tấn, nỗ lực chánh niệm, tỉnh giác hoàn toàn tự nhiên, thoải mái trong mọi công việc đang làm. Cứ hành thiền miên mật như vậy, chắc chắn không sớm thì muộn, thiền sinh sẽ thực chứng chân lý, thấu hiểu Phật Pháp và nếm trải hương vị giải thoát. 4. Hướng dẫn bốn pháp thiền bảo hộ. Để trấn an tinh thần, tránh các loại phiền não trong tâm cũng như hiểm nguy bên ngoài, thiền sinh có thể thực hành thiền định dựa trên bốn pháp thiền bảo hộ: thiền niệm ân Đức Phật, thiền quán thân bất tịnh, thiền niệm sự chết và thiền tâm tự. 1. Pháp thiền niệm ân Đức Phật. Thiền niệm ân Đức Phật giúp thiền sinh tăng trưởng niềm tin kính với Đức Phật và tâm bình an, thoát khỏi các phiền não nguy hiểm, ngoại trừ trọng nghiệp. Bằng cách niệm tưởng ý nghĩa của chính ân đức của Đức Phật như sau: 1. A-ra-hân, ứng cúng. Ngài đã diệt tận mọi phiền não và toàn thiện về thân, khẩu, ý nên đáng cúng dường. 2.
Samma Sambuddho, chánh biến tri. Ngài đã tự mình giác ngộ viên mãn, trở thành bậc chánh đẳng giác. 3. Visacharana Sampanno, minh hạnh túc. Ngài toàn hảo cả trí tuệ, minh và đạo đức hạnh. 4. Sugato, thiện thệ. Ngài đã đạt sự an lạc, đại niết bàn và thuyết chánh pháp đem lợi lạc cho chúng sinh. 5. Lokavidu, thế gian giải. Ngài thông suốt, biết rõ tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 6. Anuttaro Purisadamma Sarathi, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Ngài là bậc điều phục không ai bằng, có thể tế độ những người hữu duyên, đáng được hóa độ. 7. Sattadeva Manusanang, thiên nhân sư. Ngài là thầy của chư thiên và nhân loại. 8. Buddha, Phật. Ngài là bậc giác ngộ rốt ráo. 9. Bhagava, Thế Tôn. Ngài là bậc sở hữu may mắn nhất những quả nghiệp công đức được thế gian tôn kính. Thiền sinh có thể chọn một ân đức Phật mình thích làm đối tượng để quán tưởng ý nghĩa và hồi tưởng lặp lại nhiều lần ý nghĩa ấy, đồng thời mường tượng hình ảnh đức Phật mà mình yêu mến và kính trọng. Khi hình ảnh Phật được rõ ràng rồi, hãy xem đó như đức Phật thực sự và tập trung tâm trên đấy. Nếu trong tiền kiếp thiền sinh đã may mắn gặp đức Phật, thì hình ảnh của Ngài có thể tái hiện. Khi ấy, thiền sinh cũng phải tập trung vào ý nghĩa của ân đức Phật, chứ không chỉ hình ảnh của Ngài. Cứ tưởng niệm như vậy, định tâm phát triển dần, đến khi hình ảnh của đức Phật biến mất, thì thiền sinh chỉ duy trì định tâm trên ân đức Phật. Cứ như thế, năm chi thiền xuất hiện, thiền sinh có thể an trú tâm tối đa ở cận định. 2. Pháp thiền quán thân bất tịnh. Chữ quán có hai nghĩa là quán tưởng và quan sát. Quán tưởng là tưởng tượng, suy niệm về một đối tượng do tâm nhớ lại, tưởng ra, được dùng trong thiền định. Quan sát là hay biết, ghi nhận liên tục tiến trình thay đổi của các hiện tượng thân tâm đang sinh diệt ngay trong khoảnh khắc hiện tại, được dùng trong thiền tuệ. Thiền quán thân bất tịnh ở đây thuộc dạng thiền định. Thiền quán thân bất tịnh giúp thiền sinh chế ngự tham dục, luyến ái nam nữ, ly chấp thân mình và người, bằng cách quán niệm xác chết qua 10 giai đoạn phân hủy hay quán tưởng sự dơ bẩn, bất tịnh của 32 thân phận: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, lá lách, phổi, bao tử, ruột già, ruột non, vật thực mới, phần, ốc, mật, đạm, máu, mủ, mồ hôi, mỡ đặc, mỡ lỏng, nước mắt, nước miếng, nước mũi, nước nhờn, nước tiểu. Thiền sinh chú tâm nhìn trực tiếp một tử thi thực hoặc mượn tượng một xác chết khủng khiếp nhất cùng phái mà mình đã từng thấy. Sau đó hãy quán tưởng cho nó ngày càng ghê tởm đến mức có thể, rồi tập trung vào đó và ghi nhận bất tịnh, bất tịnh, cho đến khi hình ảnh tử thi đáng ghê sợ giống như thực, học tướng. Tiếp tục chú tâm vào đó, bạn sẽ thấy hình ảnh đó giống như một người to lớn đang nằm tợ tướng. Dần dần
đạt đến sơ thiền. 3. Pháp thiền niệm sự chết. Pháp thiền niệm sự chết giúp thiền sinh sống buông xả các dính mắc vào danh tiếng, tài sản, sắc đẹp, ăn ngon, ngủ kỹ, cũng như tinh tấn tu tập nhiều hơn, sống rộng lượng hơn khi đã nhận thức sâu sắc về sự vô thường của đời sống. Muốn vậy, thiền sinh suy niệm rằng cái chết chắc chắn sẽ phải đến, không sớm thì muộn, ta có thể sống tới 100 tuổi hoặc vài phút nữa là phải ra đi rồi. Thiền sinh liên tục hình dung, liên tưởng, suy xét, quán chiếu mối liên lạc giữa tấm thân này với cái chết. Nhìn thân mình sống, nghĩ đến xác người chết. Sự sống và cái chết lúc này là hai giai đoạn dính liền nhau, gần kề nhau, cụ thể và hiện tiền, không phải cái gì xa xôi, lâu lắc. Thiền sinh cũng có thể niệm tưởng: mạng sống này rất bấp bênh, cái chết đến với mình là điều chắc chắn. Ai rồi cũng phải chết, một ngày nào đó ta sẽ chết, 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 chết. Với sự tập trung quán tưởng như vậy, định tâm sẽ tăng trưởng. Thiền sinh thấy rõ thân tâm mình đang chết dần dần trong từng khoảnh khắc, rồi thấy rõ thân mình như một xác chết nằm bất động thực sự. Cứ niệm như vậy, các thiền chi sẽ khởi sinh, thiền sinh sẽ đạt đến cận định. 4. Pháp thiền tâm từ. Pháp thiền tâm từ giúp thiền sinh tăng trưởng tâm từ, khoan dung, tha thứ, mát mẻ, dịu hiền, lan tỏa đến các chúng sinh khác và có thể chế ngự tâm sân giận. Thiền sinh không nên trải tâm từ đến người khác phái, dễ sinh tham dục, hay người đã chết, không hiệu quả. Thời gian đầu, thiền sinh cũng không nên trải tâm từ đến người mình ghét hay không thích, dễ sân, chán, người rất thân, dễ dính mắc, người không thương ghét, dễ chán, mà chỉ nên trải tâm từ đến bản thân mình và người mình kính mến. Thiền sinh nên bắt đầu trải tâm từ cho mình để dễ dàng đồng hóa mình với mọi người khi nghĩ rằng mình muốn được an vui, sống lâu, không có khổ đau, chết chóc, thì người khác cũng muốn vậy. Nhờ vậy, tâm bạn rộng mở, có thể tu tập với ước mong hạnh phúc cho chúng sinh khác. Pháp thiền tâm từ được dùng như pháp thiền định để phát triển định tâm hoặc để chia sẻ phước cho chúng sinh sau khi thực hành pháp thiền khác. Bởi tư thế thích hợp, thoải mái, thân tâm an lạc, rồi niệm tưởng đến các đối tượng thiền, nhớ lại khuôn mặt vui tươi của họ và mong cho họ được nhiều điều tốt lành như sau: nguyện cho tôi tràn đầy tình thương, khoan dung, tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho thầy tổ của tôi tràn đầy tình thương, khoan dung, tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho cha mẹ của tôi tràn đầy tình thương, khoan dung, tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho những người trong gia đình của tôi tràn đầy tình thương, khoan dung, tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho thân bằng quyến thuộc của tôi tràn đầy tình thương, khoan dung,
tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho bạn bè của tôi tràn đầy tình thương, khoan dung, tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho tất cả thiền sinh tràn đầy tình thương, khoan dung, tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho những người không quen biết tôi tràn đầy tình thương, khoan dung, tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh tràn đầy tình thương, khoan dung, tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Khi niệm tưởng, rải tâm từ đến đối tượng nào, bạn tưởng nhớ đến hình ảnh đối tượng ấy đang vui vẻ, hạnh phúc nhất, để cho hình ảnh ấy thật sự rõ ràng trước mặt. Rồi nguyện cho họ tràn đầy tình thương, khoan dung, tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Mỗi lời nguyện trong tâm bạn nên liên tưởng hình ảnh của vị đó tương ứng với ý nghĩa lời nguyện ở trên, tràn đầy tình thương, vân vân. Nếu bạn rải tâm từ chia sẻ phước cho họ sau khi ngồi thiền, thì chỉ cần niệm tưởng đến tất cả các đối tượng trên một lần là được. Nếu thực hiện pháp thiền tâm từ để phát triển định tâm, thì sau khi rải tâm từ cho chính mình, bạn chỉ cần chọn một đối tượng cùng phái mà mình kính mến nhất để niệm tưởng như trên nhiều lần, cho đến khi tâm an định và gắn chặt vào hình ảnh đối tượng, để các thiền chi và nimitta, học tướng, quang tướng xuất hiện. Cứ hành như vậy, bạn có thể đạt đến sơ thiền, nhị thiền và tam thiền. Ở mỗi tầng thiền, bạn cần phải thực hành năm pháp thuần thục. Khi đã thành công trong việc trải tâm từ đến người mình kính mến rồi, hãy lặp lại điều đó với một người cùng phái mà kính mến khác. Cứ thử làm như vậy với khoảng 10 người thuộc loại đó, cho đến khi bạn đạt đến tam thiền, lấy bất cứ ai trong họ làm đối tượng thiền cũng được. Đến giai đoạn này, bạn có thể tiến hành một cách an toàn tới những người rất thân với mình. Song vẫn phải cùng phái. Lấy khoảng 10 người thuộc loại đó và tu tập tâm từ đến họ từng người một như cách trên, cho tới khi đạt đến tam thiền. Lúc này, bạn đã thuần thục thiền tâm từ đến mức có thể tu tập đối với khoảng 10 người cùng phái mà mình ghét như cách trên. Nếu bạn chưa bao giờ oán ghét người hại mình và thực sự không sân hận hay oán ghét ai, thì không cần tìm người ấy để làm đề mục thiền. Chỉ những ai có người mình oán ghét hay ác cảm mới có thể tu tập tâm từ đối với người đó. Cứ thực hành thiền tâm từ theo cách này cho đến tam thiền trên mỗi hạng người, tiến dần từ người này đến người kế, từ dễ nhất đến khó nhất, làm cho tâm bạn càng lúc càng trở nên dịu dàng, nhân ái và nhu nhuyến. Đến cuối cùng, khi bạn có thể đắc thiền trên bất kỳ hạng người nào trong bốn loại: người mình kính mến, người rất thân với mình,
người mình không thương, không ghét và người mình oán ghét. Sau khi đạt các tầng thiền thuần thục, bạn có thể xuất thiền, rải tâm từ cho các đối tượng khác để chia sẻ phước cho họ, hành thiền tuệ để phát triển các tầng tuệ minh sát, diệt trừ khổ đau, chứng ngộ niết bàn. Lợi ích khi thực hành thiền tâm từ: ngủ an lành, không gặp ác mộng, thức dậy an lành, được mọi người và phi nhân thương mến, được chư thiên bảo vệ, lửa, thuốc độc và vũ khí không làm hại được, dễ tập trung tâm ý, mặt mày trong sáng dễ mến, không bối rối khi chết, và nếu tâm tự được phát triển cao hơn sẽ được tái sanh về cõi Phạm Thiên. Pháp thiền tha thứ. Pháp thiền tha thứ giúp thiền sinh trấn an tâm trí, thoát khỏi lo lắng, sợ hãi, sân hận vì những lỗi lầm của mình hay ai đó làm khổ mình. Hãy tưởng niệm nhiều lần: vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sinh khác. Xin tất cả mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Tôi thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. Năm pháp thuần thục khi hành thiền định. 1. Thuần thục quán xét chi thiền do ý môn hướng tâm. Khả năng phân biệt các chi thiền bằng trí tuệ liên kết với ý môn hướng tâm. 2. Thuần thục trong nhập định. Khả năng nhập vào tầng thiền bất cứ khi nào thiền sinh muốn. 3. Thuần thục việc quyết định thời gian nhập định. Khả năng an trú trong các tầng thiền với thời gian đã định. 4. Thuần thục trong xuất định. Khả năng xuất khỏi các tầng thiền đúng vào cuối thời gian đã định. 5. Thuần thục quán xét chi thiền theo tác hành tâm. Khả năng xét duyệt các chi thiền bằng trí tuệ liên kết với các tác hành tâm. Sau khi thuần thục theo năm cách đối với sơ thiền, hãy tu tập đạt nhị thiền bằng cách loại bỏ chi thiền tầm và tứ. Lại nữa, sau khi thuần thục theo năm cách đối với nhị thiền, hãy tu tập tam thiền bằng cách loại bỏ tiếp chi thiền hỷ. Cũng vậy, sau khi thuần thục theo năm cách đối với tam thiền, bạn có thể tu tập tứ thiền bằng cách loại bỏ tiếp chi thiền lạc. Hãy làm vững chắc sự chứng đạt tứ thiền bằng cách phân biệt các thiền chi, xả và nhất tâm và các đặc tính riêng khác của tứ thiền. 5. Hướng dẫn pháp thiền tứ vô lượng tâm. Pháp thiền tứ vô lượng tâm, thiền bốn phạm trú, là bốn pháp thiền định gồm có thiền tâm từ, thiền tâm bi, thiền tâm hỷ và thiền tâm xả, giúp thiền sinh phát triển các tâm thức cao thượng, chế ngự các phiền não. Pháp thiền tâm từ đã được trình bày ở phần bốn pháp thiền bảo hộ, nên ở đây chỉ nói đến ba pháp thiền sau. 1. Pháp thiền tâm bi. Pháp thiền tâm bi giúp thiền sinh tăng trưởng tâm thương xót, thấu hiểu, cảm thông với nỗi khổ của chúng sinh khác, có khả năng chế ngự tâm sân ác, hận thù. Khi đã tu tập tâm từ đạt đến trình độ như trên, hãy hành pháp thiền tâm bi không khó. Hãy chọn một người cùng phái với mình
đang chịu đau khổ để khơi dậy lòng bi mẫn với họ bằng cách suy xét đến nỗi khổ đau mà họ đang gánh chịu và niệm tưởng. Cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi khổ đau. Làm vậy lặp lại nhiều lần cho tới khi bạn đạt sơ thiền, nhị thiền, tam thiền cùng với năm pháp thuần thục cho mỗi tầng thiền chứng. Sau đó hãy tu tập tâm bi như đã làm với tâm từ. Đó là tu tập cho bản thân, người mình kính mến, người mình không thương, không ghét và người mình oán ghét cho đến tam thiền. Muốn tu tập tâm bi đối với những chúng sinh không có đau khổ nào rõ ràng, bạn phải suy tư rằng mọi chúng sinh chưa giác ngộ đều chịu thọ khổ do ác nghiệp mà họ đã làm trong vô số kiếp luân hồi sinh tử, nhất là khi tái sinh vào bốn khổ cảnh: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Hơn nữa, mọi chúng sinh đều đáng thương vì chịu khổ bởi sinh, già, bệnh, chết. Thương mà phải xa, ghét mà phải gần, muốn mà không được, thân tâm là khối khổ. Cứ thế, bạn tiếp tục tu tập tâm bi như trên với mọi chúng sinh. 2. Pháp thiền tâm hỷ. Pháp thiền tâm hỷ giúp thiền sinh tăng trưởng tâm hoan hỷ, vui vẻ với sự thành công, hạnh phúc của chúng sinh khác, có thể chế ngự tâm đố kỵ, ganh ghét. Muốn tu tập tâm hỷ, hãy chọn một người cùng phái với mình và đang hạnh phúc, người mà hình ảnh của họ làm cho bạn vui vẻ và người mà bạn rất thích được thân thiện với họ, rồi tưởng niệm. Cầu mong con người hiền thiện này không phải xa lìa những thành công vị ấy đã đạt được. Lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần cho đến khi bạn đạt đến sơ thiền, nhị thiền và tam thiền cùng với năm loại thuần thục cho mỗi thiền chứng. Kế tiếp, hãy tu tập thiền tâm hỷ cho chính bản thân mình và ba loại người thông thường đạt đến tam thiền như trên. Cuối cùng, bạn tu tập tâm hỷ đối với mọi chúng sinh. 3. Pháp thiền tâm xả. Pháp thiền tâm xả giúp thiền sinh tăng trưởng tâm buông xả, bình tâm trước mọi chuyện, không dính mắc vào bất cứ điều gì, có khả năng chế ngự tâm tham lam, ích kỷ. Muốn tu tập tâm xả, hãy chọn một người cùng phái với bạn và còn sống, người mà bạn không thương cũng không ghét, có thái độ dửng dưng, và tu tập tâm từ, bi và hỷ đến họ cho đến khi đạt tam thiền. Rồi xuất khỏi tam thiền và suy xét đến những bất lợi của ba phạm trú, từ, bi, hỷ đó, nghĩa là thấy chúng gần với lòng thương yêu, với ưa và ghét, với hãnh diện và mừng vui. Sau đó suy xét đến tứ thiền, y cứ trên tâm xả là an tịnh hơn. Rồi hãy tu tập tâm xả đối với người mình không ưa, không ghét ấy với ý nghĩ: con người hiền thiện này là kẻ thừa tự nghiệp riêng của vị ấy. Lặp đi lặp lại điều này nhiều lần cho tới khi bạn đạt đến tứ thiền và thực hiện năm pháp thuần thục. Với sự hỗ trợ của tam thiền thuộc từ, bi và hỷ, không bao lâu bạn sẽ phát triển được tứ thiền thuộc xả này. Kế tiếp, hãy tu tập xả đến người mình kính mến hoặc thân ái, đến người rất thân, đến người bạn thù ghét, rồi lại đến chính bản thân mình, đến người kính mến hoặc thân ái, người không thương, không ghét và người bạn thù ghét, cho tới khi phá bỏ được ranh giới giữa bạn và mọi người. Cuối cùng, hãy tu tập tâm xả vô lượng này tới tất cả chúng sinh. Pháp thiền tứ vô lượng tâm
là pháp thiền định chế ngự các tâm bất thiện như tham ái, sân hận, đố kỵ, vân vân, cũng như giúp tâm định tĩnh, làm nền tảng để hành thiền tuệ. 6. Sự phát sinh trí tuệ. Trí tuệ xuất hiện khi thiền sinh nhìn thấy chân lý với những tiến trình khác nhau của thân và tâm. Khi dùng tâm an định đã được huấn luyện để quán chiếu sự thay đổi liên tục của các hiện tượng trong thân tâm này, thiền sinh sẽ nhận ra rằng cả thân và tâm đều vô thường, khổ não và vô ngã. Khi nhìn thấy mọi việc với trí tuệ, chúng ta không còn dính mắc hay bám víu nữa. Bất cứ những gì đến, ta bình tâm chấp nhận, tỉnh giác sáng suốt mà không buồn khổ, vì nhận thấy rõ bản chất vô thường của chúng. Khi thân thể bệnh tật, ốm đau, chúng ta vẫn bình thản vì tâm biết rằng chỉ có thân đau chứ tâm không đau, chỉ có sự đau chứ không có ai đau. Tâm đã tách rời khỏi sự ảnh hưởng của thân, vì tâm trí tuệ an trú thật sự vào hạnh phúc. Sự hiểu biết này chính là trí tuệ. Trí tuệ hiểu biết thực tánh vạn pháp khi chúng phát sinh. Trí tuệ phát sinh từ giới hạnh, chánh niệm, định tâm và tỉnh giác. Định tâm đặt nền tảng trên giới hạnh. Khi chú tâm vào hơi thở hay các đối tượng thiền thì có giới hạnh. Khi chánh niệm về hơi thở liên tục thì định lực phát sinh. Rồi từ sự quan sát, chúng ta thấy thân tâm này vô thường, khổ não và vô ngã. Sự buông xả các dính mắc, phiền não sẽ theo sau đó, và đây là sự phát sinh của trí tuệ. Khi giới, định và tuệ đều được phát triển, đây chính là bát chánh đạo, là con đường duy nhất để thoát khổ. Bát chánh đạo là pháp môn vô thượng duy nhất, bởi vì nếu được thực hành đúng đắn, nó sẽ dẫn đến niết bàn, đến sự bình an rốt ráo. Một thiền sinh chuyên thuần nên biết dành nhiều thời gian, nỗ lực, toàn tâm toàn ý tu tập để sớm giải thoát cho mình. 7. Các chướng ngại khi thiền và cách xử lý. 1. Tâm phóng dật, phóng tâm. Phóng tâm là trạng thái tâm suy nghĩ, dao động, vọng tưởng, vân vân, rời bỏ đề mục thiền, hơi thở. Từ đó phát sinh tâm hoài nghi, tham ái, sân hận, hối tiếc, lo lắng, sợ hãi, hôn trầm, vân vân và các chướng ngại khác. Để tránh sự phóng tâm, phiền não, thiền sinh thực hiện như sau. Phải chánh niệm, định tâm, tỉnh giác trong từng hoạt động hàng ngày để luyện cho tâm luôn an trú trên thân. Hạn chế tiếp xúc ngoại cảnh, ít nhìn ngó, nhận xét, đánh giá, vân vân, khi không cần thiết, để tâm ít thông tin, ít suy nghĩ, vọng tưởng, tránh triệu chứng nhai lại khi ngồi thiền. Chuyên tâm đếm số như hướng dẫn và để ý, canh chừng tâm rời khỏi hơi thở trên từng con số đếm. Với những phóng tâm thoáng qua, ngắn ngủi, thiền sinh chỉ cần nhận biết và đưa tâm về ngay, quan sát hơi thở. Nếu tâm buồn chán, suy nghĩ dài, hãy nhắc nhở tâm biết nhiệm vụ hiện tại. Có thể tập trung suy niệm một bài kinh. Người biết sống một mình, vân vân, ở các trang cuối. Sau khi tâm an ổn và hứng thú tu tập trở lại, thiền sinh cảm nhận lại các cảm giác trên toàn thân, rồi thu nhỏ về khuôn mặt và khu vực cửa mũi, hướng tâm tại điểm xúc chạm, tiếp tục cảm nhận hơi thở và đếm số như cũ. Phóng tâm là một chướng ngại gốc làm nảy sinh các chướng ngại khác. Chỉ cần khắc phục được nó thì thiền sinh tiến bộ rất nhanh. Vậy thiền sinh cần phải nỗ lực, bình tâm, kiên định giữ tâm trên hơi thở, điểm xúc chạm liên tục,
để tâm dần dần an định trên các đối tượng này. 2. Tâm trạo hối, thân trạo cử. Trạo hối là trạng thái tâm hối hận việc bất thiện đã làm, hối tiếc việc thiện đã bỏ qua. Khi tâm trạo hối sẽ tạo ra những phiền não, bất an, dẫn đến thiền sinh thường cố ý cử động thân thể, gọi là trạo cử. Khi tâm hết trạo hối thì thân sẽ không còn trạo cử, tâm an thì thân ổn. Hãy biết rằng quá khứ không thể thay đổi, nên thiền sinh đừng chìm đắm vào nó mà tự làm khổ mình. Hãy sám hối, nhận lỗi và sửa sai, không tái phạm, bù đắp và nhắc nhở tâm quay về nhiệm vụ chính lúc này là hành thiền. Trạo hối sẽ bị đè nén bởi chi thiền lạc, thân lạc, tâm an và bị tận diệt bởi tuệ đạo Anaham. Để tránh trạo hối, thiền sinh phải thông suốt giáo lý, giữ gìn giới luật trong sạch, thân cận bậc trí để học hỏi và bàn luận Phật Pháp. 3. Tâm hoài nghi. Hoài nghi là tâm trạng nghi ngờ, bất định do thiếu trí tuệ hoặc do thói quen suy luận quá nhiều mà có thắc mắc liên tục. Hoài nghi không có nghĩa là mất niềm tin, mà chỉ là một tâm trạng lỏng lẻo, không nhất quyết về điều mình đang làm. Hoài nghi được chế ngự bằng chi thiền tứ, bám sát đề mục thiền, và bị tận diệt bằng tuệ đạo Tu Đà Hoàng. Để điều phục hoài nghi, thiền sinh phải thông suốt kinh và luật, nghiêm trị giới luật, biết cân đối giữa niềm tin và trí tuệ, thân cận bậc trí để học hỏi và bàn luận Phật Pháp. 4. Tâm tham ái. Có ba loại tham ái là tham dục, tham sắc và tham vô sắc. Tham dục là sự đắm chìm vào dục lạc khi tâm nhớ những điều thú vị, hấp dẫn. Sắc đẹp, thanh hay, mùi thơm, vị ngon, xúc chạm dễ chịu trong quá khứ, rồi ham thích ở hiện tại và tưởng tượng đến tương lai, dễ dẫn đến sa đọa nếu không biết kiềm chế, kiểm soát tâm. Tham sắc, tham vô sắc là sự dính mắc vào các trạng thái hỷ, lạc của thân tâm khi hành thiền định sắc giới hay vô sắc giới, làm cho thiền sinh tu tập không tiến bộ. Cả ba loại tham ái này được chế ngự bởi chi thiền nhất tâm. Tâm an trú chuyên nhất trên đối tượng thiền. Tham dục bị tận diệt ở thánh đạo Anaham, còn tham sắc và tham vô sắc chỉ tiêu trừ hoàn toàn ở thánh đạo A-la-hán. Thiền sinh cần phải nhận thức rõ ràng và kiên trì quán tưởng về sự nguy hại của các đối tượng tâm tham, hạn chế tiếp xúc dục lạc, ăn uống điều độ, giữ giới trong sạch, học hỏi bậc trí và luận pháp hữu ích để điều phục tâm tham. 5. Tâm sân. Tâm sân có hai loại là sân giận và sân ác. Sân giận là trạng thái tâm bất mãn, buồn chán, lo lắng, sợ hãi, vân vân. Sân ác là tâm hối hận, thù hận, khởi lên ý muốn trả thù, giết hại hay phá hoại hạnh phúc của chúng sinh khác. Tâm sân xuất hiện khi thiền sinh gặp các hiện tượng gây khó chịu, phiền muộn cho thân tâm khi hành thiền, hoặc nhớ những tội lỗi trong quá khứ. Tâm sân là một chướng ngại lớn có thể khiến cho thiền sinh khó tu tiến bộ, thậm chí tạo ác nghiệp nặng. Tâm sân nói chung được chế ngự bởi tâm hỷ. Tâm sân ác bị tận diệt ở thánh đạo Tu Đà Hoàng. Tâm sân giận được giảm trừ nhiều ở thánh đạo Tư Đà Hàm và bị tận diệt ở thánh đạo Anaham. Thiền sinh phải nhận thức đối tượng lạc quan, kiên trì quán tưởng tâm tự, suy nghiệm nhân quả nghiệp báo, giữ giới trong sạch, gần bậc trí để học hỏi, luận pháp hữu ích.
sáu, tâm hôn trầm, thụy miên. Hôn trầm là trạng thái tâm buồn ngủ, mê mờ, lười biếng, ù lì, làm cho thân thể uể oải, nặng nề, dẫn đến hiện tượng thụy miên, ngủ gục. Hôn trầm bị chế ngự bởi chi thiền tâm, tâm tự hướng về đối tượng thiền và bị tận diệt ở thánh đạo A-la-hán. Có các loại hôn trầm như sau: hôn trầm do ăn uống, ngủ nghỉ không hợp lý. Bạn phải điều chỉnh chế độ ăn uống, nhịn ăn hoặc hạn chế ăn chiều tối, nhất là sau 18 giờ. Ăn trước khi ngồi thiền 1 tiếng rưỡi và đi kinh hành cho tiêu hóa, nhẹ bụng. Bạn nên ngủ đúng theo chu kỳ sinh học của giấc ngủ. Mỗi chu kỳ ngủ khoảng 1 giờ 30 phút, gồm 5 thời. Bắt đầu ngủ, ngủ cạn, ngủ sâu, ngủ rất sâu và ngủ mơ. Nếu thức vào lúc đang ngủ rất sâu hay ngủ mơ thì bạn rất mệt mỏi. Thiền sinh cần ngủ từ 3 đến 5 chu kỳ mỗi tối, 23 giờ đến 6 giờ 30 là đủ, và thức dậy ngay thời điểm chuyển giao giữa hai chu kỳ. Hôn trầm do thiếu nỗ lực hay phóng tâm quá nhiều. Trước khi ngồi thiền, hãy để thân tâm thoải mái, tỉnh táo. Nhớ lại lợi ích hành thiền để tâm hứng thú, tinh tấn tu tập. Giữ tâm trên hơi thở và điểm xúc chạm liên tục. Hôn trầm do tâm dính mắc vào hỷ, lạc. Khi tâm liên tục nhận biết hơi thở một lúc thì tâm hoan hỷ, thân nhẹ nhàng. Vì tâm ham thích trạng thái này nên sự nỗ lực hướng tâm về hơi thở ít dần, gây ra dạng hôn trầm vi tế, có thể làm cho thiền sinh lầm tưởng mình đang nhập định. Thân ngồi yên, bất động, nhưng tâm không hay biết gì. Đây là Bhavanga, trạng thái ngủ thiền. Khi thiền sinh cảm thấy thân tâm dễ chịu, thì cần phải nỗ lực bám sát hơi thở, điểm xúc chạm ngay lập tức. Đừng để tâm mê mờ. Hôn trầm do nghiệp. Hôn trầm dạng này chỉ xuất hiện khi hành thiền, còn xả thiền ra thì tỉnh táo ngay. Ngay khi thấy tâm mê mờ, thân mệt mỏi, bạn liền ứng dụng các bước tuần tự như: nỗ lực tỉnh giác hướng tâm mạnh mẽ về điểm xúc chạm và cảm nhận hơi thở vào, ra. Bình tâm, quan sát trạng thái buồn ngủ, mê mờ, lười biếng, mệt mỏi, nặng nề, vân vân của thân tâm. Suy niệm một bài kệ kinh, kinh năm điều quán tưởng, người biết sống một mình, vân vân ở các trang cuối sách. Hay tư duy về một vấn đề Phật pháp để tâm tỉnh táo. Hít sâu vào, thở ra thật mạnh từ 3 đến 5 lần. Cảm nhận cảm giác toàn thân, rồi thu nhỏ cảm giác về khuôn mặt và khu vực cửa mũi để cảm nhận hơi thở trở lại. Mở mắt ra, nhìn chầm chầm vào một vùng sáng vài phút. Tránh nhìn vào đèn mà hại mắt. Đứng dậy, đi rửa mặt và thiền hành một lúc. Khi tỉnh táo thì vào ngồi thiền lại. 7. Các cảm giác lạ lùng, khó chịu. Khi tâm chìm vào hơi thở và bắt đầu an tịnh, tâm sẽ nhạy cảm hơn với các cảm giác trên thân, nên thiền sinh cảm thấy nóng, lạnh, ngứa, tê, nặng, cứng, vân vân ở một nơi hay toàn thân. Khi ấy, hãy bình tâm chấp nhận, đừng bận tâm đến chúng. Bạn nên nỗ lực bám tâm vào điểm xúc chạm và hay biết hơi thở, để tâm an định thì các cảm giác đó sẽ mất dần. Nếu chúng quá nổi bật, tâm không thể biết hơi thở, hãy bình tâm, thư giãn và quan sát sự tăng giảm các cảm giác đó. Khi chúng mất, hãy cảm nhận hơi thở lại. Phương pháp xử lý cơn đau nhức. Khi tâm bấn loạn, không thể tiếp tục quan sát hơi thở, thiền sinh nên nhớ 4 lợi ích của việc quan sát cơn đau.
trả ác nghiệp cũ, không tạo ác nghiệp mới, phát triển chánh niệm, định tâm và tỉnh giác, làm quen với cơn đau để sau này ra đi an lành, để có động lực mà bình tâm chấp nhận quan sát cơn đau. Sau đó hãy hướng tâm về vùng đau, tìm tâm điểm cơn đau, chỗ đau nhất, và quan sát sự sinh diệt tăng giảm từng cơn đau. Tâm sẽ thích nghi, quen thuộc dần với cơn đau. Cho đến khi cơn đau dịu hẳn thì thiền sinh quay về nhận biết hơi thở như cũ. Nhờ vậy, thiền sinh thực chứng chân lý, trải nghiệm tính vô thường, khổ não, vô ngã của thọ khổ, cũng như các tầng tuệ minh sát. Khi tâm yếu đuối, thiền sinh có thể trấn an tâm bằng cách suy niệm: chỉ có thân đau chứ tâm không đau, chỉ có sự đau chứ không có tôi đau. Đỉnh cao của cơn đau là sự hết đau. Sau khi quan sát cơn đau khoảng 15 phút mà không chịu nổi nữa, bạn có thể vừa chậm rãi, nhẹ nhàng thay đổi tư thế, từ kiết già thành bán già, từ bán già thành xếp bằng, vẫn nhắm mắt. Vừa tiếp tục quan sát các cảm giác khó chịu cho đến khi chúng hết thì quay lại hơi thở. 8. Các hiện tượng lạ do trổ nghiệp hay tu tập tiến bộ. Khi thiền sinh bám tâm liên tục vào hơi thở được một lúc, định tâm bắt đầu xuất hiện nhưng chưa vững chắc, chưa thích nghi với tứ đại đất, nước, gió, lửa trên thân, nên các đặc tính của tứ đại nặng, nhẹ, chuyển động, nóng, lạnh, vân vân bắt đầu nổi trội. Đây là cơ hội để các ác nghiệp cũ trong quá khứ bắt đầu trổ ra, tạo nên các hiện tượng lạ như nghiêng, ngã, rung, lắc, co, giật, quay, gặp người ra sau hay trước, vân vân. Khi ấy hãy để chúng diễn ra tự nhiên, đừng kiềm chế, lo lắng, sợ hãi, thắc mắc, tò mò, suy diễn, cũng không ham thích hay ghét bỏ. Thiền sinh cần bình tâm chấp nhận chúng mà tiếp tục bám tâm vào điểm xúc chạm, quan sát hơi thở để tăng định tâm, thì các hiện tượng đó sẽ mất dần. Nếu không thể tiếp tục quan sát hơi thở, hãy bình tâm quan sát các hiện tượng đó cho đến khi chúng mất, rồi quay về chánh niệm trên hơi thở như cũ. Tùy theo nghiệp và tưởng của mình mà mỗi thiền sinh sẽ trải nghiệm những hiện tượng lạ khác nhau. Tuy nhiên, dấu hiệu tu tập tiến bộ rõ ràng nhất không phải chỉ là những hiện tượng lạ này, mà là sự tăng trưởng chánh niệm, định tâm, tỉnh giác khi thiền, cũng như khả năng bình tâm chấp nhận và quan sát trước mọi hiện tượng đó. 9. Những điều cần lưu ý. Thiền sinh cần tránh tạo ác nghiệp mới, đừng phản ứng tiêu cực với các hiện tượng đó như chống đối, sợ hãi, lo lắng, tâm sân, hay ham thích, dính mắc, tâm tham, vì vậy sao sẽ có cảm giác dễ chịu. Nếu không, các hiện tượng đó sẽ kéo dài. Nếu không cản trở hay điều khiển chúng, mà chỉ bình tâm, chấp nhận và quan sát chúng, thì bạn không những trả nghiệp một cách nhẹ nhàng, mà còn có thể phát triển chánh niệm, định tâm, tỉnh giác, thậm chí là thực chứng các tầng tuệ giác như thực chứng được đặc tính vô thường, khổ não và vô ngã trên chúng. Hãy cố gắng duy trì và phát triển chánh niệm, định tâm, tỉnh giác, cũng như bình tâm chấp nhận trước mọi chuyện, ngay trong tu tập hay bên ngoài đời sống. Khi ngôi nhà tâm ngày càng vững chắc thì tuệ giác ngày một sáng suốt, thân tâm dần hạnh phúc và an lạc thật sự. 8. Hướng dẫn trình pháp. 1. Thiền sinh mới, hãy trình pháp tuần tự theo các câu hỏi sau. Trong lúc ngồi thiền, bạn ngồi thiền bao lâu, lúc nào, có cảm nhận được hơi thở được không? Điểm xúc chạm ở đâu? Hơi thở vào hay ra rõ hơn? Đếm số có bị sai không? Sai ra sao? Bạn cảm nhận hơi thở như thế nào? Thô, tế,
nặng, nhẹ, nhanh, chậm, dài, ngắn, vân vân. Chánh niệm trên hơi thở bao nhiêu phần trăm trong suốt thời ngồi thiền. Thời gian chánh niệm trên hơi thở liên tục tối đa. Mỗi lần phóng tâm tối đa bao lâu, tâm có tự quay về không hay phải kéo tâm về hơi thở. Bạn có gặp hiện tượng gì lạ trên thân hay trong tâm không? Và xử lý như thế nào? Bạn có khó khăn nào không? Và xử lý ra sao? Trong lúc đi kinh hành, bạn đi kinh hành bao lâu, lúc nào, khoảng bao xa, đi theo kiểu nào? Trái, phải, dở, đạp hay dở, bước, đạp? Bạn cảm nhận những cảm giác gì trong từng giai đoạn đang dở, đang bước, đang đạp chân? Bạn đi có khó khăn, dễ chịu, cân bằng hay thế nào? Tâm có suy nghĩ nhiều không? Ứng xử thế nào? Bạn cảm nhận gì lạ khi đang đứng thiền và xử lý ra sao? Thời gian chánh niệm liên tục tối đa bao lâu? Chánh niệm bao nhiêu phần trăm suốt thời thiền hành? Bạn có khó khăn gì trong lúc thiền hành không? Chánh niệm, định tâm và tỉnh giác khi thiền hành nhiều hay ít hơn lúc thiền tọa? Trong sinh hoạt hàng ngày, hãy nói sơ bộ, tổng quan về công việc hàng ngày. Có trải nghiệm gì khi quan sát các sinh hoạt ở thân tâm? Hãy kể khả năng quan sát trong một hoạt động cụ thể. Chánh niệm bao nhiêu phần trăm lúc sinh hoạt? Có phiền não khởi sinh không và xử lý ra sao? Thời gian chánh niệm liên tục tối đa bao lâu? Bạn có câu hỏi gì khác không? 2. Thiền sinh cũ. Hãy kể trải nghiệm của mình trong các tư thế thiền. Thời gian chánh niệm bao nhiêu phần trăm trong mỗi thế thiền? Thời gian chánh niệm liên tục bao lâu? Có khó khăn gì cũ đã vượt qua? Khó khăn gì mới chưa xử lý được? Bạn có câu hỏi gì khác không? Bạn hiểu tiến trình hoạt động và mối liên hệ qua lại của thân và tâm như thế nào? Khi gặp ngoại cảnh, thuận hay nghịch duyên, tâm phản ứng ra sao? Càng tu tập, bạn càng cảm thấy thế nào? Vì trình bày những kinh nghiệm trong lúc hành thiền giúp thiền sinh hiểu biết hơn về phương pháp thực hành, khả năng tu tập của mình, cũng như biết cách vượt qua các chướng ngại để ngày càng thiền tập tiến bộ hơn. Cho nên, bất kỳ kinh nghiệm nào trong lúc hành thiền đều phải được trình bày với thầy hướng dẫn, dù đó là trạng thái hỷ, lạc, các cảm xúc, cảm giác dễ chịu hay khó chịu. Không có kinh nghiệm tốt hay kinh nghiệm xấu, chỉ có những trải nghiệm mà thôi. Kinh nghiệm tu tập rất vô thường, thay đổi liên tục, lúc này, lúc khác, nên thiền sinh đừng dính mắc vào chúng. Đừng ham thích, quá mừng vào kinh nghiệm tốt mà tự mãn, chủ quan. Đừng sợ hãi, lo lắng với kinh nghiệm xấu mà tự ti, buồn chán. Hãy luôn nỗ lực tinh tấn, bình tâm trước mọi trải nghiệm để học được nhiều bài học hơn. Tất cả đều là cơ hội để thiền sinh trưởng thành hơn trên bước đường tu tập giải thoát. Hãy vững tin vào chính mình, vào Tam Bảo, vào Pháp Thiền, vào người thầy hướng dẫn. Bạn sẽ vượt qua mọi cuộc chiến với nghiệp lực, với tâm bất thiện, bằng trí tuệ để nếm trải niềm bình an và hạnh phúc thật sự. Những kiến thức quan trọng. Tam Bảo. Tam Bảo là ba ngôi báo cao thượng: Đức Phật, Buddha, Đức Pháp, Dhamma, và Đức Tăng, Sangha. 1. Đức Phật, Buddha. Đức Phật toàn giác là bậc tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, không thầy chỉ dạy, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn, diệt tận được tất cả mọi phiền não, tham ái, tiền khiên tật, trở thành bậc thánh A-la-hán đầu tiên trong tam giới chúng sinh, nên gọi là Đức Phật chánh đẳng giác.
Đức Phật là một nhân vật lịch sử, chứ không phải là một vị thượng đế hay đấng sáng tạo sinh ra muôn loài. Cũng không phải là một vị thần, vị trời, đấng tiên tri, đấng cứu thế, hay một sứ giả của thượng đế như các tôn giáo khác. Đức Phật chỉ là một con người, và bằng nỗ lực của một con người, Ngài tu tập và thành tựu tuệ giác, thấu hiểu quy luật tự nhiên, rồi chia sẻ cho chúng ta biết cách sống thuận theo quy luật ấy để được hạnh phúc như Ngài. Đức Phật có thể cứu rỗi chúng ta không? Câu trả lời là không. Nghe câu trả lời không, có thể bạn chán nản vì nghĩ rằng Đức Phật không cứu rỗi mình được. Thật ra không ai có thể cứu rỗi người khác được. Người giác ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không ai có thể vào trong tâm của người khác lấy phiền não ra giúp họ, dù đó là Đức Phật. Cho nên trong Phật giáo nói một cách xác quyết: không ai có thể cứu rỗi được chúng sinh, hay không thể cầu xin người nào dứt trừ phiền não cho mình. Những gì mà Đức Phật có thể làm là dạy cho chúng ta phương pháp loại trừ phiền não để chúng ta tự cứu mình. Như vậy, Đức Phật chỉ là một vị thầy hướng dẫn cho mình, và chính mình phải thực hành đúng theo những lời Ngài dạy bằng nỗ lực tự thân. Đức Phật là một vị thầy có đầy đủ khả năng giúp chúng ta bước trên con đường đúng đắn, thánh thiện, thật sự đưa đến giải thoát, loại trừ mọi ô nhiễm trong tâm. Để trở thành một vị Phật, chúng sinh ấy trước hết phải là một vị Bồ Tát có tâm nguyện trở thành Phật bằng nỗ lực phi thường trong thời gian dài vô tận, để tích lũy đủ các ba la mật, những phẩm hạnh cao thượng. Những phẩm tính đặc biệt của Đức Phật: hoàn toàn giác ngộ bằng nỗ lực tự thân, không thầy chỉ dạy, và có khả năng giáo hóa chúng sinh. Tuyệt đối trong sạch, thanh tịnh, không còn phiền não. Có thân tướng, công đức, trí tuệ và thần thông xuất chúng, vô thượng. Tâm từ bi vô lượng với tất cả chúng sinh. Trí tuệ thấu suốt tất cả mọi chúng sinh, mọi sự trong thế gian và vũ trụ, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Là bậc đại trí, biết phải dạy cái gì, dạy như thế nào, lúc nào cần dạy và dạy cho ai, nên Ngài thuyết pháp phù hợp với từng căn cơ, bản tính của chúng sinh. Nâng cao phẩm giá con người, đối xử bình đẳng, không phân biệt giai cấp, chủng tộc, sang hèn. Khuyến khích kẻ yếu, đoàn kết người chia rẽ, đem ánh sáng đến cho người vô minh tập tối. Không áp đặt giáo điều hay buộc người khác phải tin tưởng mù quáng vào Ngài và giáo pháp. 2. Đức pháp Dhamma. Đức pháp có nghĩa là đạo, quả và niết bàn. Những gì Đức Phật đã thực chứng, thấu hiểu vào thời điểm giác ngộ, rồi giảng dạy cho chúng sinh hữu duyên được hiểu rõ, thực hành, đạt được sự lợi lạc ở hiện tại và vị lai, nhất là chứng ngộ tứ thánh đế, thoát khỏi luân hồi sinh tử. Trong 45 năm hoằng pháp, Đức Phật Gotama Thích Ca đã thuyết rất nhiều bài kinh, được kết tập lại thành Tam Tạng, Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Luận, và tóm gọn ở bài kệ: không làm các điều ác, siêng tạo các hạnh lành, thanh lọc tâm trong sạch, là lời chư Phật dạy. Ngài dạy chúng ta không những tránh làm những ác nghiệp hại mình, hại người, mà còn nên cố gắng vun bồi thiện nghiệp, thiện pháp để lợi mình, lạc người. Hơn thế nữa, để đạt được niềm an vui và hạnh phúc tối thượng, Đức Phật dạy chúng ta phương pháp thanh lọc tâm ý của mình qua tiến trình giới, định, tuệ, nhằm đoạn trừ tuần tự ba loại ô nhiễm: phiền não là phiền não tác động, phiền não tư tưởng
và phiền não ngủ ngầm. Giới hạnh trong sạch là căn bản cho mọi tiến bộ tâm linh, vì ngăn chặn những phiền não tác động trên lời nói và hành động. Định tâm giúp tâm tĩnh lặng, đè nén tạm thời những phiền não tư tưởng trong tâm mà mình hay biết được, ví như lấy đá đè cỏ. Tuệ giác giúp tâm thấu hiểu lý tứ diệu đế, diệt trừ tận gốc những phiền não phi tế, ngủ ngầm, tiềm ẩn trong tâm, ví như diệt cỏ tận gốc. Đức Phật đã dạy pháp tu tập giới, định, tuệ để tận diệt ba loại phiền não, giúp chúng ta an hưởng hạnh phúc tối thượng. 3. Đức Tăng Sangha. Đức Tăng là chư thánh tăng A-la-hán, đệ tử Phật đã nghe học, tu tập theo chánh pháp, rồi chứng ngộ Niết Bàn. Ngoài ra, Đức Tăng còn có nghĩa là cộng đồng tăng, ni và sa-di đang thực hành theo lời dạy của Đức Phật để giác ngộ, cũng như giữ gìn và truyền bá Phật Pháp cho các thế hệ sau. Do đó, chúng ta phải tri ân cộng đồng tăng ni, tu sĩ Phật giáo đã bảo tồn và giảng dạy Phật Pháp. Chư vị tăng ni đã xả bỏ thế tục, ly lìa các dục lạc trần gian để cố công nghiên cứu và tu tập theo chánh pháp, nên uyên thâm về pháp học, thực chứng về pháp hành, rồi truyền dạy cho chúng ta pháp bảo ấy. Với lòng tri ân đến các ngài, chúng ta quy y tăng để tinh tấn học hỏi, nỗ lực tu hành mà an hưởng hạnh phúc. 4. Quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo là quy y Phật Bảo Buddha Sarana, quy y Pháp Bảo Dhamma Sarana, quy y Tăng Bảo Sangha Sarana. Những ai đủ duyên lành quy y, đương nhờ nơi Tam Bảo, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, sẽ trở thành người cư sĩ nam hay cư sĩ nữ có quả báo cao thượng trong kiếp này lẫn nhiều kiếp sau. Nếu có đủ ba la mật do tích lũy từ nhiều đời, nhất là có duyên lành gặp Đức Phật hay chư thánh tăng quá khứ, các vị có thể giác ngộ, chứng đạt thánh quả ngay trong kiếp này. Lợi ích của quy y Tam Bảo. Người Phật tử có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo và tu tập đúng theo những lời Đức Phật dạy là con đường giới, định, tuệ, sẽ có bốn lợi ích thiết thực sau: an lạc hiện tại, tránh khỏi tái sinh trong bốn cõi ác giới, giảm được sự khổ thân, khổ tâm, tránh xa được sự kinh sợ, hiểm nguy, thoát khỏi tử sinh luân hồi trong tam giới. Ba bậc giác ngộ và ba bậc Bồ Tát. 1. Ba bậc giác ngộ Buddha. Buddha nghĩa là bậc giác ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, Niết Bàn, trở thành bậc thánh nhân. Trong bộ chú giải Udana phân loại Buddha có ba bậc: Đức Phật chánh đẳng giác, Phật toàn giác; Đức Phật độc giác, Phật bích chi; bậc thánh thanh văn giác, A-la-hán. A. Đức Phật chánh đẳng giác Samma Sambuddha. Đức Phật chánh đẳng giác là bậc tự mình giác ngộ và có khả năng giảng dạy cho người khác giác ngộ. Ngài đã thực hành đầy đủ 30 pháp hạnh ba la mật, 10 ba la mật nhân 3 bậc hạ, trung và thượng, và xuất hiện vào thời kỳ không có bất cứ bậc giác ngộ nào. Có 3 hạng: Đức Phật toàn giác có trí tuệ siêu việt, Đức Bồ Tát có trí tuệ vượt trội, vung bồi ba la mật trong 4 A Tăng kỳ không thể đếm được, và 100.000 đại kiếp trái đất. Thời gian trái đất trải qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Đức Phật Thích Ca Gotama Buddha thuộc vào nhóm này. Đức Phật toàn giác có đức tin siêu việt,
Đức Bồ Tát có đức tin vượt trội, uông bội ba la mật trong 8 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Đức Phật toàn giác có tinh tấn siêu việt. Đức Bồ Tát có tinh tấn vượt trội, uông bội ba la mật trong 16 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. B. Đức Phật độc giác Paccheka Buddha. Ngài thực hành đầy đủ 20 pháp hạnh ba la mật, bậc trung và hạ, ít nhất trong 2 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, do tự mình giác ngộ, nhưng không chế định ra ngôn ngữ để thuyết pháp cho người khác giác ngộ. Có thể có nhiều vị Phật độc giác cùng xuất hiện trên thế gian trong thời kỳ không có Phật pháp tồn tại. C. Bậc Thánh Thanh Văn Giác Savaka Buddha. Ngài là vị Thánh A-la-hán đệ tử, đã lắng nghe trực tiếp hay gián tiếp chánh pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, rồi thực hành thiền tuệ giác ngộ rốt ráo và có thể giảng dạy cho người khác giác ngộ. Có ba hạng. Bậc Thánh Thanh Văn Giác. Ngài là Bậc Thánh A-la-hán, không có hạnh nguyện đặc biệt, trực tiếp hay gián tiếp nghe chánh pháp, rồi giác ngộ rốt ráo, do Ngài đã tích lũy 10 ba la mật trong thời gian dưới 100.000 đại kiếp trái đất. Bậc Thánh Đại Thanh Văn Giác. Ngài là Bậc Thánh A-la-hán có đức hạnh xuất sắc nhất, trực tiếp được Đức Phật toàn giác chỉ dạy, do Ngài đã từng phát nguyện tích lũy 10 ba la mật trong 100.000 đại kiếp và được Đức Phật toàn giác quá khứ thọ ký. Bậc Thánh Tối Thượng Thanh Văn Giác. Ngài là Bậc Thánh A-la-hán đệ nhất, trực tiếp được Đức Phật toàn giác chỉ dạy, do Ngài đã từng phát nguyện tích lũy 10 ba la mật trong 1 A Tăng kỳ đại kiếp trái đất và đã được Đức Phật toàn giác quá khứ thọ ký. Mỗi vị Phật toàn giác chỉ có 2 bậc thánh tối thượng thành phần, trí tuệ đệ nhất và thần thông đệ nhất. D. 4 bậc thánh nhân đệ tử Phật. Trong Phật giáo, mỗi bậc thánh nhân đều phải trải qua quá trình tích lũy 10 hạnh ba la mật và 5 pháp chủ: tín, tấn, niệm, định và tuệ, đã được vun bồi trong tâm từ nhiều kiếp đến nay. Ở những kiếp trước, mỗi vị đã từng gieo phước duyên với Đức Phật quá khứ hoặc với chư thánh thanh văn đệ tử. Ở kiếp này, mỗi vị học pháp trực tiếp hay gián tiếp từ Đức Phật hay chư tăng, rồi tu tập giới định tuệ mà chứng thánh đạo, thánh quả tuần tự. Bậc Thánh Nhập Lưu Sotapanna. Ngài là vị thánh sơ quả Tu Đà Hoàng, đã diệt trừ 3 phiền não đầu tiên: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, hết sân hận, còn sân giận. Không sinh vào cõi ác giới nữa, chỉ tái sinh vào cõi dục giới tối đa 7 lần. Thánh Thất Lai. Bậc Thánh Nhất Lai Sakadagami. Ngài là vị thánh nhị quả Tư Đà Hàm, đã diệt trừ 3 phiền não đầu tiên, đồng thời giảm nhiều tham dục và sân, hết sân hận, chỉ còn sân giận, và chỉ còn tái sinh vào cõi dục giới tối đa 1 lần, rồi tu tập chứng thánh A-la-hán. Bậc Thánh Bất Lai Anagami. Ngài là vị thánh A-na-hàm, đã diệt trừ 5 phiền não đầu tiên: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham dục và sân. Không còn sinh ở cõi dục giới, mà chỉ còn hóa sinh làm Phạm Thiên trên tầng trời sắc giới Phạm Thiên. Chắc chắn sẽ trở thành bậc A-la-hán và tịch diệt Niết Bàn ở đây. Bậc Thánh A-la-hán Arahanta. Ngài là vị thánh nhân đã đạt Niết Bàn rốt ráo, vì đã tận diệt hoàn toàn tất cả 10 loại phiền não: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, sân, tham dục, tham sắc,
ham vô sắc, phóng tâm, kiêu mạn và si mê. Ngài đã hoàn thành xong những việc cần làm và thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử sau khi nhập diệt, thánh vô học. 2. Ba bậc Bồ Tát, Bodhisattva. Bồ Tát là một vị phàm nhân còn tham, sân, si, đang trên đường tích lũy ba la mật để đủ phẩm hạnh giác ngộ. Tuy nhiên, Bồ Tát luôn là một chúng sinh cao thượng, trí tuệ xuất chúng, giới hạnh mẫu mực, dù trong kiếp người hay súc sinh, đều làm lợi ích cho chúng sinh. Tùy theo hạnh nguyện thành tựu ở bậc giác ngộ nào mà có ba bậc Bồ Tát. Bồ Tát Thanh Văn Giác, 10 ba la mật bậc hạ. Bồ Tát Độc Giác, 20 ba la mật bậc hạ và trung. Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, 30 ba la mật ở ba bậc. Có ba cấp độ ba la mật. Bậc hạ hy sinh toàn bộ tài sản, ngôi báu, vợ con. Bậc trung hy sinh một phần thân thể. Bậc thượng hy sinh cả tính mạng. Quá trình tu tập để trở thành Đức Phật toàn giác, Bồ Tát phải tích lũy đủ 30 ba la mật qua ba giai đoạn. A. Giai đoạn phát nguyện trong tâm. Khi chưa là Bồ Tát, vị ấy phát nguyện thành Phật trong tâm và phun bồi vô số phước báo trong vô lượng kiếp. B. Giai đoạn phát nguyện ra bằng lời nói. Vị ấy tuyên thệ trước mặt các vị Phật hiện tiền: với những phước báo mà con đã tích lũy vun bồi, dẫu có phải hy sinh cả tánh mạng, nguyện cho con thành tựu Phật quả chánh đẳng giác để hóa độ chúng sinh. Dù đã trải qua hai thời kỳ trên, vị ấy vẫn chỉ là Bồ Tát bất định, có thể thay đổi ý nguyện thành Phật Độc Giác hay A-la-hán. Nếu vẫn giữ ý nguyện và vun bồi đủ ba la mật, thì vị ấy sẽ dẫn đến giai đoạn cuối. D. Giai đoạn trở thành Bồ Tát thật sự. Khi hội đủ 8 yếu tố trở thành Bồ Tát, là người, nam giới, đủ khả năng chứng A-la-hán, gặp Đức Phật hiện tiền, là đạo sĩ hay nhà sư có đức tin vững chắc vào luật nghiệp báo, đắc 8 tầng thiền và ngũ thông, hy sinh vị tha không kể thân mạng, có hoài bão mãnh liệt trở thành Phật. Vị ấy được Đức Phật tại thế thọ ký lần đầu tiên trở thành Phật ở vị lai. Khi đó, vị ấy mới là Bồ Tát thực sự và tiếp tục phun bồi ba la mật trọn vẹn cho đến kiếp chót. Mỗi khi có Đức Phật toàn giác nào xuất hiện, Bồ Tát được Đức Phật thọ ký thời gian thành tựu chí nguyện. Vị Bồ Tát ấy có 18 đặc điểm: không bị tàn tật bẩm sinh, không phải nô lệ, không phạm ngũ nghịch đại tội, không sinh ở địa ngục Avicii, không là ngạ quỷ, không là ma vương, không sinh ở cõi vô tưởng thiên, tịnh cư thiên, vô sắc giới, phải sinh ở Nam Thiện Bộ Châu, trung tâm Ấn Độ, là nam giới, tin luật nghiệp báo, vân vân. Đến kiếp chót, vị ấy sinh làm người trong thời kỳ không có Phật toàn giác, rồi xuất gia tu tập giới định tuệ và chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Mỗi vị Phật toàn giác xuất hiện trên thế gian là điều vô cùng hy hữu, vì có khi trải qua một A Tăng Kỳ đại kiếp trái đất mà không có vị Phật nào trên thế gian. 10 pháp hạnh ba la mật. Ba la mật Parami là những phẩm hạnh đạo đức nền tảng giúp hành giả tu tập chứng ngộ niết bàn. Có 10 pháp hạnh ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nại, tinh tấn, trí tuệ, xuất gia, chân thật, quyết tâm, tâm từ, tâm xả. 1. Bố thí Dana. Hạnh bố thí cúng dường với tâm trong sạch và rộng lớn tận cùng. 2. Trì giới Sila.
hạnh giữ gìn giới đức trong sạch, tuy theo hành giả là người xuất gia hay tại gia. 3. Nhẫn nại, Khanti. Hạnh kiên nhẫn, chịu khó khi đối diện với nghịch cảnh và chúng sinh, với tâm bình thản, thông cảm, bao dung. 4. Tinh tấn, Piriya. Hạnh nỗ lực không ngừng để diệt trừ phiền não và tăng trưởng thiện pháp. 5. Trí tuệ, Panya. Hạnh vun bồi trí tuệ không ngừng về văn tuệ, nghe, học, tư tuệ, suy xét và tu tuệ, hành thiền để thực chứng chân lý tứ diệu đế. 6. Xuất gia, Nekhamma. Hạnh từ bỏ, xả ly dục lạc thế gian để chuyên tâm tu tập giải thoát. 7. Chân thật, Satcha. Hạnh giữ tâm quang minh, chính trực, tôn trọng sự thật, không bao giờ dối trá. 8. Quyết tâm, Tadithana. Hạnh chí nguyện, kiên định mạnh mẽ trên đường tu tập như núi đá hùng vĩ. 9. Tâm từ, Metta. Hạnh tình thương bao la, muốn san sẻ niềm vui đến mọi chúng sinh. 10. Tâm xả, Upekkha. Hạnh bình tâm chấp nhận, tự tại, buông xả trước mọi thuận cảnh, nghịch duyên. Nghiệp và quả của nghiệp. 1. Nghiệp là gì? Trong phần Chakkanipata, Kinh Nipedika Sutta, Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy tác ý, Chetana là nghiệp. Tác ý thiện ác phát sinh trước, nghiệp thiện ác phát sinh sau qua thân, khẩu, ý. Mỗi ngày đang sống, ta phải chịu nghiệp cũ chi phối và tạo nghiệp mới liên tục. Chỉ có các bậc giác ngộ rốt ráo, A-la-hán trở lên, sống bằng tâm duy tác, không còn chấp thiện ác, mới không tạo nghiệp mới. 2. Tính chất của nghiệp. Ác nghiệp nặng ngăn cản ác nghiệp nhẹ. Ác nghiệp nặng, cực ác nghiệp, hay gần nhất, ác cận tử nghiệp, ngăn cản các ác nghiệp nhẹ để ưu tiên cho quả ngay lúc tái sinh và sau khi tái sinh. Còn các ác nghiệp nhẹ hỗ trợ tăng quả khổ ở kiếp sau. Ác nghiệp nặng ngăn cản các thiện nghiệp. Trước kia có người đã từng tạo nhiều thiện nghiệp, bố thí, trì giới, hành thiền, vân vân. Nhưng vậy sao lại tạo cực ác nghiệp? Nên sau khi chết, chắc chắn phải đọa địa ngục Avici, vô gián. Ví như tỳ khưu Devadatta, dù đã tu chứng bát thiện, ngũ thông, nhưng vậy sao chia rẽ tăng đoàn, còn xô đá ám sát Đức Phật, làm chân của Đức Phật chảy máu, nên ông mới bị đọa vào địa ngục vô gián. Tương tự, có người cả đời làm nhiều thiện nghiệp, nhưng lúc chết lại khởi tâm bất an, lo lắng, sợ hãi, hối hận, luyến tiếc, vân vân, tạo thành ác cận tử nghiệp, nên sau khi chết tái sinh vào cõi khổ. Ví như Hoàng hậu Malika, dù tạo nhiều phước báo, nhưng lúc hấp hối lại có tâm hối hận vì một lỗi lầm nhỏ, nên sinh vào địa ngục 7 ngày, rồi mới sinh lên cõi trời hưởng phước. Vậy ác nghiệp nặng nhất, cực ác nghiệp, hay gần nhất ác cận tử nghiệp, ngăn cản các thiện nghiệp để ưu tiên cho quả ngay lúc tái sinh và sau khi tái sinh. Thiện nghiệp ngăn cản ác nghiệp. Trước kia có người đã tạo mọi ác nghiệp, ngoại trừ cực ác nghiệp và tà kiến cố định, không tin nghiệp báo. Nhưng vậy sao gặp bậc thiện trí, quy y và tin tưởng nơi Tam Bảo, rồi nghe chánh pháp, tin luật nghiệp báo, nên từ bỏ các ác nghiệp, tinh tấn tu tập, tạo mọi thiện pháp. Nên khi chết với tâm an ổn, người ấy sẽ sinh vào cõi lành. Ví như Ngài Angulimala, trước kia là tên cướp sát nhân gần ngàn người để cắt ngón tay làm sâu chuỗi đeo cổ. Sau khi được Đức Phật tế độ, Ngài cố gắng tu tập, đạt thánh quả A-la-hán, rồi tịch diệt niết bàn,
Như vậy, thiện nghiệp ngăn cản các ác nghiệp để ưu tiên cho quả lành. Đặc biệt là thiện nghiệp siêu tam giới, đắc quả vị Phật, A-la-hán, sẽ ngăn cản mọi ác nghiệp lẫn thiện nghiệp cho quả sau khi vị đó bỏ thân, nhập diệt niết bàn. Thiện nghiệp lớn ngăn cản thiện nghiệp nhỏ. Có người đã tạo nhiều thiện nghiệp, trong đó thiện nghiệp nào lớn nhất sẽ ưu tiên cho quả ngay lúc tái sinh kiếp sau và sau khi tái sinh. Còn các thiện nghiệp nhỏ khác sẽ hỗ trợ tăng quả lành trong kiếp sau. Ví như vị nào là người tam nhân, có ba nhân, vô tham, vô sân, vô si, thực hành thiền định, chứng đắc tứ thiền vô sắc giới. Ngay khi chết, nếu vẫn giữ được tâm thiền này, vị ấy chắc chắn sẽ sinh làm Phạm Thiên ở cõi phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên. Còn ba bậc thiền vô sắc thấp hơn trở thành vô hiệu nghiệp. Tóm lại, nghiệp thiện hay ác do mỗi người có quyền chọn tạo nghiệp tùy mình. Nghiệp là của riêng mình thật sự. Ngoài nghiệp ra, không có thứ gì thuộc về mình. Nếu biết hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết tự trọng, chúng ta có quyền lựa chọn tránh xa ác nghiệp, tạo nhiều thiện nghiệp. Trong các loại thiện nghiệp, chúng ta nên tạo thiện nghiệp bậc cao theo khả năng của mình. Bố thí, giữ giới, hành thiện để tăng trưởng hạnh phúc thế gian và tâm linh. 3. Tính chất quả của nghiệp. Chúng ta có phải nhận tất cả những nghiệp đã gieo không? Không nhất thiết phải như thế. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy, nếu có ai cho rằng con người phải nhận tất cả quả báo từ các hành động trong quá khứ, thì không thể có đời sống đạo đức, và con người cũng không thể có cơ hội tận diệt phiền não. Nhưng nếu nói rằng quả báo phải tương xứng với nghiệp đã gieo, thì chắc chắn có đời sống đạo đức và con người sẽ có thể dập tắt phiền não. Nếu phải trả quả cho tất cả nghiệp quá khứ, thì chúng sinh phải chịu đau khổ vĩnh viễn mà không có ngày giải thoát. Theo Phật giáo, có thể chuyển hóa nghiệp nên người xấu xa, độc ác nhất cũng có thể cố gắng trở nên đạo đức, thánh thiện. Chỉ khi nghiệp thiện ác nào đủ duyên trổ quả, thì chủ nhân của nghiệp ấy mới chịu quả tương ứng như người thừa kế. Quả của nghiệp thiện ác không chỉ ảnh hưởng trực tiếp cho chủ nhân ấy, mà còn gián tiếp tác động đến những người gần gũi với họ, cộng nghiệp. Công thức luật nhân quả nghiệp báo và phương pháp tránh bớt quả khổ và tăng trưởng quả phúc. Nhân, quá khứ, cộng duyên hiện tại bằng quả hiện tại. Nhân thiện cộng đủ duyên lành bằng quả hạnh phúc. Nhân ác cộng đủ duyên xấu bằng quả khổ đau. Dựa vào công thức này, chúng ta thấy nhân chỉ trổ ra quả khi đủ duyên, nên có nhân chưa chắc có quả. Nhân chính là nghiệp thiện ác trong quá khứ mà mình đã tạo. Duyên gồm có ngoại duyên và nội duyên. Ngoại duyên là hoàn cảnh bên ngoài, phần lớn do nghiệp cũ sắp xếp khiến mình phải gặp, thiên thời, địa lợi. Còn nội duyên chính là thái độ, suy nghĩ, lời nói và hành động của bản thân. Nếu một người thường xuyên có thái độ tiêu cực, tạo nhiều ác nghiệp qua thân, khẩu, ý, thì đây là duyên xấu, dễ tác động để quả khổ, bệnh tật, tai nạn, thất bại, vân vân đến với họ. Ngược lại, nếu chúng ta thường xuyên có thái độ tích cực, lạc quan, biết tu tập, tạo nhiều thiện pháp, thì đây là duyên lành, dễ tác động để quả lành, hạnh phúc, may mắn, thành công, vân vân đến với mình. Cho nên, chúng ta mới có thể chuyển hóa nghiệp lực của mình, hạn chế quả khổ, tăng trưởng quả lành bằng cách tu tập, bỏ ác, làm thiện và tu tâm dưỡng tánh. Khi ấy, những nguyện cầu của mình sẽ được thành tựu theo ý nguyện tương xứng phước báo mình đã tạo. Người đã tạo phước thì mới hưởng được phước, chứ không phải cầu xin một chiều từ thần thánh
nên rất đúng theo luật nhân quả nghiệp báo. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên nguyện cầu những điều cần thiết để hỗ trợ thuận lợi cho cuộc sống, cũng như trong quá trình tu tập như thân an, tâm sáng, đủ duyên gặp minh sư, chánh pháp, vân vân, để chuyên tu giác ngộ giải thoát. Bởi vì nếu chúng ta cứ nguyện cầu để thỏa mãn dục lạc, trần gian, phước hữu lậu, thì tâm mình sẽ tăng trưởng tâm tham, phước báo tổn giảm và sẽ gây chướng ngại nhiều trên đường đạo. Hãy hướng tất cả các phước báo về việc tu học giải thoát niết bàn, phước vô lậu, để thoát khỏi mọi khổ đau thật sự, nhất là thoát khỏi luân hồi sinh tử trong tam giới. Nghiệp cho quả theo thời gian. Theo vi diệu pháp, khi tâm tiếp xúc với ngoại cảnh, nếu tác hành tâm có đủ 7 sát na tâm tạo nghiệp, thì nghiệp cho quả như sau. A. Hiện báo nghiệp. Đây là nghiệp có thể cho quả trong kiếp này, khi tác ý tâm sở đồng sinh với tác hành tâm thứ nhất. Nếu không đủ duyên, hiện báo nghiệp sẽ vô hiệu. Khi đủ duyên, nghiệp thiện ác cho quả sướng khổ ngay trong kiếp này, lúc sáu giác quan tiếp xúc với sắc, thanh, mùi, vị, xúc, pháp. B. Sinh báo nghiệp. Đây là nghiệp có thể cho quả tái sinh kiếp sau, hay sau khi tái sinh. Khi tác ý tâm sở đồng sinh với tác hành tâm thứ 7, vì trong 7 sát na của tác hành tâm, sát na thứ 7 đóng vai trò chính để tạo nghiệp, nên có năng lực cho quả nghiệp mạnh hơn 6 sát na đầu. Vì vậy tác ý tâm sở đồng sinh với tác hành tâm thứ 7 tạo nghiệp cho quả tái sinh ngay khi chết, cận tử nghiệp. Trong lộ trình tâm cận tử, các tâm sinh diệt tuần tự đến tâm tử diệt, chết, kết thúc kiếp này, liên tiếp theo thức tái sinh khởi lên rồi diệt, một sát na tâm, bắt đầu kiếp mới. Tiếp theo là tâm hộ kiếp bảo hộ, giữ gìn mạng sống chúng sinh suốt kiếp hiện tại. Tâm hộ kiếp đầu tiên là tâm tái sinh, tâm hộ kiếp cuối cùng là tâm tử. Vậy tâm hộ kiếp kiếp này hoàn toàn khác tâm hộ kiếp kiếp trước, nên không có một linh hồn thường hằng. Trong tất cả mọi nghiệp thiện ác, chỉ có cực ác nghiệp, tà kiến cố định và ngũ nghịch đại tội, chắc chắn cho quả tái sinh ở đại địa ngục Avicii. Còn các nghiệp khác khi đủ duyên mới cho quả tái sinh kiếp sau hay sau khi đã tái sinh. Còn nếu không thì sinh báo nghiệp vô hiệu. C. Hậu báo nghiệp. Đây là nghiệp có thể trổ quả từ kiếp thứ 3, trừ kiếp hiện tại và kiếp sau, cho đến kiếp chót của vị A-la-hán. Trước khi nhập Niết Bàn, khi tác ý tâm sở đồng sinh với năm tác hành tâm tạo nghiệp từ thứ 2 đến thứ 6, cho nên mỗi chúng sinh nếu còn tồn tại trong tam giới thì hậu báo nghiệp vẫn còn hiệu lực, ngay cả các bậc thánh còn thân ngũ uẩn. Bởi vì dù cho các vị thánh A-la-hán, Phật độc giác, Phật toàn giác không còn tạo nghiệp thiện ác mới vì sống bằng tâm duy tác, nhưng mọi nghiệp cũ khi đủ duyên sẽ cho quả trong kiếp cuối này. Chỉ khi nào các ngài nhập diệt mới thoát khỏi ảnh hưởng của hậu báo nghiệp. Tóm lại, một người tạo một nghiệp thiện ác, nếu tác hành tâm tạo nghiệp đủ 7 sát na, sẽ chịu quả báo sướng khổ khi đủ duyên trong 3 thời kỳ: kiếp hiện tại, kiếp sau và các kiếp khác cho đến khi tịch diệt Niết Bàn. 4. Nghiệp chi phối chúng sinh trong tam giới. Cõi dục giới có 11 cõi, 4 cõi ác, 7 cõi lành. Vì còn dính mắc vào ngũ dục, danh tiếng, tài sản, sắc đẹp, ăn ngon, ngủ kỹ, hay sắc đẹp, thanh hay, mùi thơm, vị ngon, xúc chạm dễ chịu, nên chúng sinh tái sinh vào cõi dục giới. Nếu đam mê dục lạc mà tạo nhiều ác nghiệp, làm khổ mình, khổ người, thì tùy theo tội nghiệp mà sau khi chết
chúng sinh có thể bị đọa vào một trong bốn cảnh khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, quỷ thần. Ngược lại, dù còn ham thích hưởng thụ dục lạc, nhưng biết tu tập, làm nhiều thiện pháp, thì tùy theo phước báo mà sau khi chết, chúng sinh có thể tái sinh vào một trong bảy cõi lành dục giới. Người Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên. Cõi sắc giới có 16 cõi phạm thiên. Những vị nào sống ly dục, ưa thích trạng thái an lạc của thiền định, tu tập chứng đắc một trong các tầng thiền sắc giới: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngay lúc chết giữ được tâm thiền, vị ấy được tái sinh vào một trong 16 cõi sắc giới phạm thiên tương ứng. Cõi vô sắc giới có 4 cõi phạm thiên cao nhất. Những vị nào sống ly dục, đã chứng các tầng thiền sắc giới, không dính mắc vào chúng mà tiếp tục tu tập, chứng đắc một trong các tầng thiền vô sắc giới: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, ngay lúc chết giữ được tâm thiền, vị ấy được tái sinh vào một trong 4 cõi vô sắc phạm thiên tương ứng. Chư phạm thiên dù ở tầng trời cao nhất, nhưng khi hết tuổi thọ, các vị cũng phải tái sinh sang các cõi khác tùy theo thiện nghiệp của mình. Nếu vị nào vừa hưởng lạc ở cõi ấy, vừa tiếp tục hành thiền định và chứng đắc bậc thiền nào, thì khi chết sẽ sinh ở cõi trời tương ứng ở tầng thiền ấy. Nếu vị nào không đắc thêm bậc thiền nào, thì khi chết sẽ sinh ở cõi người hay cõi dục thiên. Tái sinh vào các cõi cao thấp là tùy vào nghiệp thiện ác của chúng sinh đó. Thiện nghiệp tạo ra càng lớn, chúng sinh tái sinh vào cảnh giới càng cao, tuổi thọ càng lâu, nhưng vẫn còn chịu khổ đau bởi sự chi phối của nghiệp lực và luân hồi sinh tử. Tu tập thoát khỏi sự tái sinh trong tam giới. Một chúng sinh muốn thật sự hạnh phúc, thoát khỏi mọi khổ đau về thân lẫn tâm, thì không gì khác hơn là phải tu tập theo giới, định, tuệ, bát chánh đạo để tận diệt mọi ác tâm, dứt bỏ mọi dính mắc vào cõi dục, sắc hay vô sắc giới. Chỉ khi nào hành giả tu tập thiền tuệ, chứng ngộ thánh quả, nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán, mới có trí tuệ thoát ra khỏi vòng luân hồi trong 31 cảnh giới. Do vậy, dù ở cõi người, các vị thánh nhân mới thực sự đáng tôn kính, đáng được đảnh lễ, cúng dường và là phước điện vô lượng của chư thiên và nhân loại. Nghệ thuật sống. Muốn an hưởng hạnh phúc hiện tại và giải thoát hoàn toàn khi đủ duyên, chúng ta không ngừng bỏ ác, làm thiện và tu tâm dưỡng tánh. Đây là nghệ thuật sống mà Đức Phật đã dạy chúng ta sống thuận theo quy luật tự nhiên qua thập thiện nghiệp và 10 phước thiện. 1. Thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp được thể hiện qua hành động, thân, lời nói, khẩu và suy nghĩ, ý, gồm có 10 điều sau. Thân: cố ý tránh xa sự sát sinh, trộm cướp và tà dâm. Khẩu: cố ý tránh xa sự nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác và nói lời vô ích. Ý: cố ý tránh xa tâm tham lam, thù hận và tà kiến. À, cố ý tránh xa sự sát sinh. Sát sinh là hành động giết hại chúng sinh hữu tình, có tâm khác. Quả báo tội sát sinh là sức khỏe yếu, bệnh tật, chết yểu, sợ hãi, khó tu chứng, vân vân, và có thể sinh vào cõi khổ. Người phạm tội sát sinh khi có đủ 5 điều: 1. Chúng sinh hữu tình còn sống. 2. Biết rõ chúng sinh đó còn sống
là chúng sinh khác. Ba, cố ý có ác tâm giết hại chúng sinh đó. Bốn, cố gắng giết hại chúng sinh, tự làm hay sai bảo. Năm, chúng sinh đó bị chết do sự cố gắng ấy. Tội sát sinh nặng hay nhẹ tùy vào chúng sinh bị giết lớn hay nhỏ, có giới đức, trí tuệ, sức ảnh hưởng nhiều hay ít. Trong tội sát sinh là giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán chắc chắn cho quả tái sinh ở địa ngục Avici. Tự sát không phải tạo ác nghiệp sát sinh, thiếu điều thứ hai, nhưng chết với tâm sân, chán nản cuộc đời, nên dễ sinh vào cõi khổ. Người cố ý tránh xa sự sát sinh là đã tạo thiện nghiệp lớn, có nhiều phước báo như thân tâm an lạc, sống lâu, dễ sinh vào cõi lành, vân vân, nhất là có thể tu chứng thiền, chứng thánh. B. Cố ý tránh xa sự trộm cướp. Trộm cướp là ác nghiệp chiếm đoạt tiền bạc, tài sản của người khác bằng mọi thủ đoạn. Quả báo tội trộm cướp là bất an, nghèo túng, tiêu hao tài sản, do lửa cháy, nước trôi, nhà nước tịch thu, người thân phá sản hay bị chiếm đoạt, nhất là khó tu chứng và dễ sinh vào cõi khổ. Người phạm tội trộm cướp khi có đủ 5 điều. 1. Tài sản có chủ nhân giữ gìn. 2. Biết rõ tài sản có chủ nhân giữ gìn. 3. Tâm cố ý trộm cướp. 4. Cố gắng để trộm cướp, tự làm hay sai bảo. 5. Chiếm được tài sản đó bằng sự cố gắng ấy. Chỉ cần di dời khỏi chỗ cũ là đã phạm tội. Tội trộm cướp nặng hay nhẹ tùy vào giá trị tài sản và giới đức chủ nhân. Nếu người có thiện tâm mà lấy của người khác để giúp người thì không phạm giới, mà chỉ tạo thiện nghiệp. Ví như trường hợp Đức Vua Trời Sakka, Vua Trời Đế Thích là bậc thánh nhập lưu, lấy xá lợi trăng của Phật từ Bà La Môn Đô Na để tôn thờ với tâm cung kính Đức Phật. Phước thiện nhờ tránh xa sự trộm cướp cho quả lành, giàu có, an lạc, vân vân, sinh vào cõi lành, nhất là tu chứng. C. Cố ý tránh xa sự tà dâm. Tà dâm là sống tà hạnh, giao cấu với các hạng người được che chở bởi gia đình, phụ huynh, người bảo hộ mà không được người thân, xã hội hay phong tục tập quán cho phép. Quả báo tội tà dâm là bất an, bệnh tật, xấu xí, bị thù ghét, xa lánh, sinh làm người nữ hay bán nam, bán nữ, khó tu chứng, vân vân, dễ sinh cõi khổ. Người phạm tội tà dâm khi có đủ 4 điều. 1. Đối tượng là người nữ, người nam, xuất sinh, vân vân, không được phép quan hệ tình dục. 2. Tâm tham muốn quan hệ tình dục. 3. Cố gắng quan hệ tình dục. 4. Tâm thỏa thích khi tiếp xúc giữa hai bộ phận sinh dục. Tội tà dâm nặng hay nhẹ tùy vào việc phạm tội với người giới đức nhiều hay ít, tự nguyện hay không. Quan hệ đồng tính không phạm tội tà dâm, nhưng phạm giới hành dâm nếu là tu sĩ. Người tránh xa sự tà dâm là đã tạo thiện nghiệp với phước báo như thân tâm an lạc, được kính mến, vân vân, dễ sinh vào cõi lành, nhất là có thể tu chứng đắc. D. Cố ý tránh xa sự nói dối. Nói dối là nói lời không thật để lừa dối người nghe tin là sự thật. Quả báo tội nói dối là mất uy tín, xấu xí, tối tăm. Nói khó nghe, bị câm điếc, miệng hôi, khó tu chứng, vân vân, và dễ sinh cõi khổ. Người phạm tội nói dối khi có đủ 4 điều. 1. Điều không thật, vật không có. 2. Có ác tâm, cố ý lừa dối. 3. Cố gắng lừa dối bằng lời nói hay hành động với ác tâm hại người khác. 4. Người nghe tin theo sự lừa dối ấy. Tội nói dối nặng hay nhẹ tùy vào sự thiệt hại của người tin theo. Nếu nói dối mà đem lại lợi ích cho người tin theo thì người nói dối có phước, không có tội.
Người tránh xa sự nói dối là đã tạo thiện nghiệp với phước báo như thân tâm an lạc, có uy tín, được kính mến, vân vân, dễ sinh vào cõi lành, nhất là có thể tu chứng đắc. E, cố ý tránh xa sự nói lời chia rẽ. Nói lời chia rẽ là nói lời làm cho những người khác chia rẽ nhau để có lợi cho mình. Quả báo tội nói lời chia rẽ là thường bất hòa, bị tàn tật, không bạn thân, bị nhiều người ghét, sống khổ tâm, khó tu chứng, vân vân, và dễ sinh ở cõi khổ. Người phạm tội nói lời chia rẽ khi có đủ 4 điều. 1. Những người thân thiết nhau bị chia rẽ. 2. Ác tâm làm cho họ chia rẽ nhau. 3. Cố gắng bằng khẩu, thân, viết để họ chia rẽ. 4. Họ nghe và tin lời nói chia rẽ ấy. 5. Họ ghét bỏ lẫn nhau rồi chia rẽ xa lánh nhau. Ác nghiệp nói lời chia rẽ nặng hay nhẹ tùy vào giới đức của những người bị hại. Tránh xa nói lời chia rẽ là tạo thiện nghiệp sẽ được thân tâm an lạc, có uy tín, được kính mến, vân vân, dễ sinh vào cõi lành, nhất là tu chứng đắc. F. Cố ý tránh xa sự nói lời thô ác. Nói lời thô ác là nói lời dù thô tục, chửi mắng, ác độc, chua chát hay ngọt ngào, êm tai với tâm sân để làm khổ đối phương hay người mình oán ghét. Quả báo tội nói lời thô tục là thường bị chửi mắng, nhiều người ghét, bị chê trách, vu oan, ít nghe lời ngọt, nghèo nàn, bị bất hòa, bị tàn tật, câm điếc, đuôi mù, sống khổ tâm, khó tu chứng, dễ sinh cõi khổ, vân vân. Người phạm tội nói lời thô ác khi đủ 3 điều. 1. Có tâm sân, tức giận. 2. Cố ý chửi rủa, mắng nhiếc để làm khổ người khác. 3. Đối phương bị khổ não do lời nói ấy. Ác nghiệp nói lời thô ác nặng hay nhẹ tùy vào giới đức, trí tuệ của người bị hại. Ác nghiệp hay thiện nghiệp căn cứ vào ác ý hay thiện ý, có lợi hay gây hại cho đối phương. Người tránh xa nói lời thô ác là tạo thiện nghiệp với phước báo như thân tâm an lạc, được kính mến, vân vân, dễ sinh vào cõi lành, nhất là có thể tu chứng đắc. G. Cố ý tránh xa sự nói lời vô ích. Nói lời vô ích là nói lời không đem lại lợi ích cho ai, với ác tâm làm cho người khác say mê theo lời nói của mình, làm mất sự lợi lạc của họ. Quả báo tội nói lời vô ích là mất uy tín, bị khinh thường, oán ghét, nghèo khổ, thiểu trí, khó tu chứng, dễ sinh cõi khổ, vân vân. Phạm tội này khi đủ 2 điều. 1. Tác ý trong tâm nói lời vô ích. 2. Nói lời vô ích làm mất sự lợi ích, an lạc của người khác. Nếu người nói hay viết những chuyện không thật, làm ví dụ trong việc giảng dạy, giúp người khác dễ hiểu, thì đó không phải là lời vô ích. Nếu người nói hay viết những chuyện có thật nhưng không lợi ích cho ai, thì đó là lời nói vô ích. Nếu người nói hay viết những câu chuyện nhảm nhí, hoang đường, không thật, làm người khác say mê, tiêu khiển và mất thời gian mà không lợi ích, gọi là lời nói vô ích. Nếu lời nói đó còn gây ra tai hại đến với người tin, thì đó cũng là lời nói bất thiện. Ác nghiệp nói lời vô ích nặng hay nhẹ tùy vào thói quen hay thỉnh thoảng nói. Người tránh xa nói lời vô ích là tạo thiện nghiệp với phước báo như có trí tuệ, uy tín, được kính mến, dễ sinh vào cõi lành, vân vân, nhất là có thể tu chứng. H. Cố ý tránh xa tâm tham lam. Tâm tham lam là ác ý muốn chiếm đoạt tiền bạc, tài sản, vân vân, bằng mọi phương pháp, thủ đoạn như trộm cướp, lừa đảo, tống tiền, vân vân. Quả báo của tâm tham lam là sống khổ tâm, khó tu chứng, dễ sinh cõi ngạ quỷ hay Atula,
quỷ thần hay làm người nghèo túng. Tạo ác nghiệp tham tài sản khi đủ hai điều: một, của cải tài sản của người khác; hai, ý muốn bất chính chiếm đoạt tài sản của người khác. Người tránh xa tâm tham lam là tạo thiện nghiệp với phước báo như sống an lạc, giàu có, được nhiều người giúp đỡ, dễ sinh vào cõi lành, vân vân, nhất là có thể tu chứng. Y, cố ý tránh xa tâm thù hận. Tâm thù hận là ác ý muốn giết hại, phá hoại sự lợi ích, an lạc của người khác. Quả báo của ác tâm thù hận là sống khổ tâm, khó tu chứng, sinh làm người xấu xí, đáng ghê sợ, bị xa lánh, hoặc dễ sinh cõi địa ngục nếu đối phương là người có giới đức. Tạo ý ác nghiệp thù hận khi hội đủ hai điều: một, người khác; hai, ác tâm muốn giết hại, phá hoại sự lợi ích, tiến hóa, an lạc của người khác. Người tránh xa tâm thù hận là tạo thiện nghiệp với phước báo như sống an lạc, xinh đẹp, dễ mến, dễ sinh vào cõi lành, nhất là có thể tu đắc thiền, chứng thánh. J, cố ý tránh xa tâm tà kiến, có chánh kiến. Tà kiến là sự thấy sai chấp lầm từ chủ thể bên trong mình đến các đối tượng bên ngoài, như không tin hiểu nhân quả nghiệp báo hay luân hồi, chấp ngũ uẩn này là ta, tin có linh hồn hay cõi vĩnh hằng, hay tin rằng chúng sinh chết là hết. Tà kiến có hai loại: tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn chấp thủ cho là ta. Có bốn loại chấp thủ: ngũ uẩn là ta, ta có ngũ uẩn trong ta và ta trong ngũ uẩn. Ngũ uẩn chấp thủ có năm uẩn: sắc, thân, thọ, cảm xúc ở tâm và cảm giác ở thân, tưởng, tâm phân biệt, suy xét, kết luận, vân vân; hành, tâm tác ý, tạo nghiệp; thức, tâm hay biết của sáu giác quan. Tất cả chúng sinh trong 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới phạm thiên, trừ vô tưởng thiên, đều có ngũ uẩn. Chư phạm thiên ở cõi vô tưởng thiên chỉ có sắc uẩn, có thân không tâm. Chư phạm thiên ở bốn cõi vô sắc giới có tứ uẩn là thọ, tưởng, hành, thức, có tâm không thân. Tất cả mọi phạm nhân đều có tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn chấp thủ cho là ta. Tà kiến này không cản trở những người tạo mọi phước thiện như bố thí, giữ giới, hành thiền, vân vân, cũng không cản trở các hành giả thực hành thiền định, đạt các tầng thiền và phép thần thông. Tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn chỉ cản trở pháp hành thiền tuệ, vì đối tượng thiền tuệ là ngũ uẩn có thực tánh, là pháp vô ngã, không phải là ta, là người, vân vân. Nhưng tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn chấp thủ lại cho là ta, là người, vân vân. Tà kiến chấp thủ cố định có ba loại chấp thủ cố định: vô quả, vô nhân, vô hành. Vô quả tà kiến tin rằng không có quả của nghiệp thiện ác, chết là hết, không có tái sinh, gọi là đoạn kiến. Vô nhân tà kiến tin rằng không có nghiệp thiện ác cho ra quả sướng khổ, mọi chúng sinh đều tự nhiên hiện hữu, không phải do nghiệp, tự nhiên ô nhiễm, tự nhiên thanh tịnh, vân vân, và tự nhiên giải thoát. Vô hành tà kiến tin rằng không có hành thiện hay hành ác, hành chỉ là hành. Trong tất cả mọi loại ác nghiệp, chỉ có ba loại ác nghiệp tà kiến chấp thủ cố định này là trọng tội nặng nhất, hơn cả ngũ nghịch đại tội: giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán, làm thân Đức Phật chảy máu, chia rẽ tăng đoàn. Vì người có tà kiến chấp thủ cố định không tin nhân quả, nên họ không tin Phật Pháp, không biết hổ thẹn, ghê sợ, sám hối, và không từ bỏ tà kiến chấp thủ cố định này, để rồi họ ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Sau khi chết, họ chắc chắn sinh ở địa ngục Avici, chịu khổ lâu dài, vô hạn, trải qua nhiều đại kiếp trái đất. Tà kiến phát sinh do nguyên nhân nào?
lắng nghe tà pháp từ hạng người có tà kiến, hiểu biết sai với tâm si, không biết pháp hữu vi là vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh. Tâm có chánh kiến, để tránh xa tâm tà kiến tạo nhiều ác nghiệp nặng, hành giả phải xây dựng và vun bồi chánh kiến. Chánh kiến là sự hiểu biết đúng về nhân quả nghiệp báo hay luân hồi, biết ngũ uẩn này không phải là ta, là của ta, không tin có linh hồn hay cõi giới nào vĩnh hằng. Chánh kiến phát sinh do nguyên nhân nào? Lắng nghe chánh pháp từ các bậc thiện trí, hiểu biết trong tâm với trí tuệ biết rõ pháp hữu vi là vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh. Chánh kiến có 5 loại. 1. Chánh kiến hiểu biết đúng về nghiệp và quả của nghiệp thuộc về riêng mình. 2. Chánh kiến thiền tuệ là tuệ minh sát của phàm nhân, thấy biết rõ thật tánh sinh diệt và tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã của danh sắc pháp, thân và tâm. 3. Chánh kiến thánh đạo tuệ là 4 tuệ đạo của thánh nhân, diệt trừ phiền não, ác tâm. 4. Chánh kiến thánh quả tuệ là 4 tuệ quả của thánh nhân khi đã tận diệt xong phiền não. 5. Chánh kiến quán triệt là tuệ quán triệt đạo, quả, niết bàn, thấy biết phiền não còn hay hết. Chánh kiến hỗ trợ tạo mọi thiện pháp với trí tuệ, có đủ tam nhân, vô tham, vô sân và vô si, cho phước thiện ấy trở thành tam nhân thiện nghiệp, cho quả tái sinh thành người tam nhân ở cõi người hay trời dục giới, và có thể tu đắc thiện, chứng thánh. 2. 10 phước thiện. Phước thiện là nhân lành mà bậc thiện trí nên tạo để thân tâm an lạc ở hiện tại và vị lai, ở thế gian và siêu thế. Có 10 phước thiện được chia thành 3 nhóm. Nhóm bố thí. Bố thí, hồi hướng và tùy hỷ giúp tiêu trừ tâm keo kiệt và ganh tị. Đây là nhóm phước vật có phước thiện bậc hạ. Nhóm giữ giới. Giữ giới, cung kính và hỗ trợ đều biểu hiện qua thân và khẩu. Đây là nhóm phước đức có phước thiện bậc trung vì khó làm hơn nhóm bố thí. Nhóm hành thiền. Nghe pháp, thuyết pháp, hành thiền và chánh kiến giúp phát sinh và tăng trưởng trí tuệ, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Đây là nhóm phước trí có phước thiện bậc thượng vì giúp hành giả kiểm soát thân, khẩu, ý cũng như tận diệt phiền não để thoát khỏi sinh tử. À, bố thí, cúng dường. Bố thí là hy sinh tài sản vật chất của mình để giúp đỡ cho người bất hạnh với tâm từ bi, tôn trọng. Cúng dường là đem tài sản, vật dụng của mình để cúng dường cho Tam Bảo, Tăng, Ni với tâm cung kính, phục vụ. Có 3 loại thí: vật thí, pháp thí, vô úy thí, tạo sự bình an, không sợ hãi. Bố thí cúng dường có phước báo nhiều nhất khi đủ 5 điều. 1. Người bố thí cúng dường có giới đức trong sạch. 2. Đối tượng thọ nhận tốt, Tam Bảo, Tăng Đoàn, người tu tập chân chính, có giới, định, tuệ. 3. Vật thí trong sạch, hợp pháp do nghề nghiệp chân chính. 4. Bố thí với thiện tâm cung kính, giúp đỡ đúng lúc, không làm khổ mình hay chúng sinh khác. 5. Có tác ý tâm chân chính trước khi, đang khi và sau khi bố thí, cúng dường. Có trí tuệ tin hiểu luật nhân quả nghiệp báo, vô si, với tâm hoan hỷ, cẩn trọng, chu đáo, cung kính, vô sân và hồi hướng tất cả phước báo này cho sự tu tập giải thoát niết bàn, vô tham. 4 yếu tố đầu tiên quyết định số lượng phước báo nhiều hay ít, còn yếu tố cuối cùng là tác ý tâm chân chính quyết định chất lượng phước báo, vì tạo được thiện nghiệp tam nhân, vô tham, vô sân và vô si.
giúp hành giả tái sinh thành người tam nhân, có thể tu đắc thiền, chứng thánh. Ngoài việc bố thí, cúng dường, chúng ta có thể tác ý tâm chân chính như vậy khi làm các thiện pháp khác, nghe pháp, hành thiền, v.v. để tạo được thiện nghiệp tam nhân.